Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 106. Phù Đạo Thiên nói, bây giờ chắc là Diệp Quân đang ở Hoàng Thành Đại Chu, chúng ta đến Hoàng Thành Đại Chu sao? Đại Tế Sư lắc đầu, bảo hắn đến đây. Phù Đạo Thiên hơi khó hiểu. Đại Tế Sư chỉ sang bên phải, tất cả cường giả nhìn theo ngón tay ông ta, một pháp tắc tinh quang cực lớn xuất hiện trong tinh không ở cuối tầm nhìn, ở chính giữa trận pháp là một trận pháp dịch chuyển. Phù Đạo Thiên hơi ngờ vực, Đại Tế Sư, đây là... Đại Tế Sư bình tĩnh nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Phù Đạo Thiên. Đại Tế Sư lại nói, Diệp Quân và người đứng sau hắn không đáng lo, mục đích chính của chúng ta là giải quyết thủy tổ nền văn minh thiên hành, trận pháp này chuẩn bị cho ông ta, gửi chiến thư cho Diệp Quân, bảo hắn đến đây quyết chiến với tộc Đại Vu. Phù Đạo Thiên trầm giọng nói, nếu hắn không đến thì sao? Đại Tế Sư bình tĩnh nói, nếu hắn không đến thì hủy diệt hết tất cả vũ trụ nền văn minh có liên quan đến hắn, dù sao đây cũng là chuyện đơn giản với chúng ta, không phải à? Phù Đạo Thiên gật đầu, đã rõ. Đại Tế Sư nhắm mắt lại, đi đi. Phù Đạo Thiên gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Gửi chiến thư. Thế Tông ở một bên nhìn Đại Tế Sư đó, không nói gì, không lâu sau một chiến thư bay vào trong Hoàng Thành Đại Chu. Chu Phạn đứng trên tường thành nhận lấy chiến thư, cô ta mở ra đọc, một lúc sau cô ta nhíu chặt mày. Lúc này Đạo Quân và Từ Thiên xuất hiện bên cạnh Chu Phạn, Đạo Quân trầm giọng nói, bệ hạ. Chu Phạn không nói gì mà đưa chiến thư cho Đạo Quân, Đạo Quân vừa mở ra, Từ Thiên đến gần, sau khi đọc nội dung, Từ Thiên nổi giận, mẹ kiếp. Đạo Quân nhìn Từ Thiên, văn minh chút đi. Từ Thiên chắp hai tay lại. Sau đó trầm giọng nói, tộc Đại Vu gì đó có ý gì đây? Lại dám ngông cuồng tuyên bố thế à, thật là kiêu ngạo, ông ta nhìn Chu Phạn, tự hào nói, bệ hạ, Từ Thiên chấp nhận chiến thư đi đánh với tộc Đại Vu này. Từ sau khi hưởng được nhiều lợi từ Diệp Quân, thực lực của ông ta tăng lên rất nhiều, bây giờ cực kỳ tự tin. Chu Phạn bình tĩnh nói, tộc Đại Vu là nền văn minh vũ trụ cấp 5, chẳng thua kém gì nền văn minh thiên hành. Nghe thế vẻ mặt Từ Thiên cứng đờ. Nền văn minh vũ trụ cấp 5. Bây giờ Đại Chu vẫn là nền văn minh vũ trụ cấp 4, đến đối đầu với nền văn minh vũ trụ cấp 5 ư. Từ Thiên chắp hai tay lại, ta rút lại lời vừa nói. Đạo Quân thấp giọng nói, người rút lại cái gì chứ? Người xuất ra nói thì phải giữ lời, nếu ngươi đến đó thì không cần lo lắng, ta nhất định sẽ nhặt xác của ngươi. Từ Thiên sầm mặt nói, Đạo Quân. Nói thế nào, chúng ta cũng là hoạn nạn có nhau mà, ngươi chẳng tốt lành chút nào. Ta đại diện cho Phật Tổ khinh bỉ ngươi. Đạo Quân. Chu Phạn bỗng nói, chuyện này phải để huynh ấy đưa ra quyết định. Nói rồi cô ta lấy bùa truyền âm ra rồi bóp nát. Cô ta không liên hệ với Diệp Quân mà là Tịnh Sơ, vì lúc Diệp Quân tiếp nhận truyền thừa từng truyền âm cho cô ta bảo nếu có chuyện gì cứ liên hệ với Tịnh Sơ. Sau khi truyền âm, Chu Phạn ngẩng đầu lên nhìn tinh không, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Từ Thiên cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ nói, cậu Diệp, lần này ta không gánh được, thật xin lỗi. Trong tiểu tháp, Tịnh Sơ ngồi khoanh chân dưới đất đang tu luyện, bà ta đã thu hoạch được khá nhiều thứ trong trận đánh với Phục Võ trước đó, khoảng thời gian này thực lực của bà ta cũng được nâng cao khá nhiều. Đối diện với bà ta là Chiêm Thanh. Chiêm Thanh không tu luyện mà đang nướng thịt dê, con dê này là do Diệp Quân để lại trong tiểu tháp. Chiêm Thanh bỗng xé một cái đùi dê đi đến bên cạnh Tịnh Sơ, cô ta đưa cho Tịnh Sơ không từ chối, vừa mới cầm lấy cái đùi, Chiêm Thanh bỗng ôm lấy bà ta hôn thật mạnh lên mặt, cười nói Tịnh Sơ, cô thật sự ngày càng đẹp. Dứt lời, lại hôn một cái nữa. Tịnh Sơ lạnh nhạt nhìn cô ta. Ngoài việc bôi nước bọt lên mặt ta thì cô còn có thể làm gì hả? Chiêm Thanh. Lúc này thời không trước mặt Tịnh Sơ bỗng rung chuyển, một lúc sau bà ta nhíu mày. Chiêm Thanh bên cạnh bà ta cũng không còn cười nữa hỏi, sao thế? Tịnh Sơ trầm giọng nói, nữ hoàng Đại Chu gửi thư bảo tộc Đại Vu gửi chiến thư cho Đại Chu, nếu Diệp Quân không đến nền văn minh vũ trụ vô gian, chúng sẽ hủy diệt tất cả các vũ trụ bên dưới. Chiêm Thanh nhíu mày. Cô ta không ngờ tộc Đại Vu lại muốn tiêu diệt họ nhanh đến thế. Tịnh Sơ xoay người nhìn cây sinh mệnh thiên hành, chúng còn bao lâu nữa?
Chiêm Thanh trầm giọng nói, còn phụ thuộc vào bản thân chúng, Tịnh Sơ im lặng một lúc rồi nói, đến vũ trụ vô gian một chuyến. Chiêm Thanh gật đầu, được. Bây giờ họ phải tranh thủ chút thời gian cho Diệp Quân. Không lâu sau, hai người ra khỏi tiểu tháp, sau đó chạy đến nền văn minh vũ trụ vô gian. Trong tinh không, sao băng lửa phủ khắp bầu trời lướt qua tinh không, trong số sao băng lửa đó, một tia kiếm quang lóe sáng. Tia kiếm quang đó đi ngược dòng, cắt ra một đường máu giữa đám sao băng rực lửa. Một lúc lâu sau, đám sao băng biến mất, Diệp Quân đứng giữa tinh không, lúc này quanh người hắn là đốm lửa rực cháy. Đó chính là năng lượng của sao băng lửa. Diệp Quân nhắm mắt lại, mặc cho những sao băng rực lửa đó đốt cháy cơ thể mình, một lúc sau những ngọn lửa đó dần dần biến mất, cơ thể Diệp Quân cũng dần toát ra khí tức đáng sợ. Nuốt chửng, hấp thụ. Khoảng thời gian này, hắn không ngừng chiến đấu với các ngôi sao, hấp thụ rất nhiều năng lượng sao băng lửa, trong lúc đó thân xác kiếm ý của hắn được tăng lên rất nhiều, nhìn kỹ lại dưới da hắn thế mà lại có ánh sáng tinh tú nhàn nhạt. Không chỉ thân xác mà khoảng thời gian này kiếm ý của hắn cũng được tăng cấp rất nhiều. Ngay lúc này khu vực tận cuối tinh không lại xuất hiện rất nhiều sao băng lửa. Thấy thế ánh mắt Diệp Quân trở nên nóng bỏng, bây giờ trong mắt hắn, những sao băng lửa này là đồ bổ. Lần này không đợi sao băng lửa đó bay đến trước mặt, hắn đã biến thành kiếm quang lao ra. Vèo. Tia kiếm quang xé toạc mọi thứ, vô số sao băng lửa bị xé nát, bên dưới. Người đàn ông áo dài nhìn Diệp Quân, khoảng thời gian này ông ta cũng khá ngạc nhiên vì tốc độ thăng cấp của Diệp Quân rất nhanh, nhất là kiếm ý. Trước đó kiếm ý của Diệp Quân đã rất tinh khiết, nhưng đối với cường giả ở cấp bậc như ông ta thì sự tinh khiết đó còn lâu mới đủ, nhưng bây giờ kiếm ý của Diệp Quân đã được cải thiện rất nhiều. Dĩ nhiên còn có thể trở nên mạnh hơn. Vì bây giờ Diệp Quân vẫn không thể đánh lại tất cả sao băng lửa, chỉ có thể đánh với một bộ phận nhỏ. Trong tinh không, Diệp Quân liên tục đánh nhau với đám sao băng, càng đánh càng phấn khích, càng đánh càng có sức. Chấm chấm chấm. Vũ trụ vô gian. Từ sau khi tộc Đại Vu gửi chiến thư cho Đại Chu, tất cả cường giả tộc Đại Vu đều bày sẵn trận thế, đợi Diệp Quân và cường giả nền văn minh thiên hành đến. Cường giả xuất sắc của tộc Đại Vu đều được điều động. Dẫn đầu là Vu Đạo Thiên, bên cạnh ông ta không xa là Thế Tông của Ác Đạo Minh. Phải nói là Thế Tông cũng khá bất ngờ trước thực lực của tộc Đại Vu, mặc dù giữa họ đã bắt đầu hợp tác từ trước đó nhưng cả hai bên đều không biết rõ về nhau. Lúc này tộc Đại Vu đều phái hết các cường giả của mình, những người này mạnh hơn cường giả tầng thấp trong Ác Đạo Minh rất nhiều. Hơn nữa còn có vị Đại Tế Sư đó. Thực lực của Đại Tế Sư đó mạnh thế nào? Ông ta không cảm nhận được. Thế Tông quay đầu nhìn vào tận cuối tinh không ở đằng xa. Lúc này trận pháp mà tộc Đại Vu dùng để đối phó với thủy tổ nền văn minh thiên hành đã được giấu đi. Thật ra Thế Tông rất tò mò về trận pháp đó, vì ông ta biết đó là trận pháp mà Đại Tế Sư dùng để đối phó với thủy tổ nền văn minh thiên hành. Hơn nữa nghe giọng điệu của Đại Tế Sư, hình như đối phương từng gặp nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nghĩ đến đây, Thế Tông cau chặt mày. Thật ra ông ta chưa từng tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ cấp 6, nhưng ông ta biết rõ chắc chắn có nền văn minh vũ trụ cấp 6, hơn nữa pháp thần ác đạo, tổ ác đạo và nhất điện chủ từng tiếp xúc với nền văn minh vũ trụ cấp 6, hay nói cách khác, có khả năng nhất điện chủ và tổ ác đạo đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 6. Lúc này, ông ta nghĩ đến người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng, chẳng lẽ hai người này cũng là đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 6? Thế Tông lắc đầu. Ông ta không biết hai người đó có phải đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 6 hay không, nhưng ông ta biết hai người đó rất mạnh. Lúc này Vu Đạo Thiên bỗng cười nói, Thế Tông đại nhân lắc đầu làm gì thế, Thế Tông nhìn Vu Đạo Thiên bình tĩnh nói, cười nhạo Diệp Quân và nền văn minh thiên hành không biết tự lượng sức mình. Vu Đạo Thiên bật cười, thật ra bây giờ nền văn minh thiên hành không yếu như vậy, lần này là nội chiến của họ, nếu hai vị quan chấp hành đứng đầu Phục Võ và Tịnh Sơ hợp sức. Chúng ta cũng sẽ đau đầu. Thế Tông gật đầu, ông ta cũng rất sợ sức mạnh của hai người phụ nữ đó, nếu hai người này hợp sức lại khi ở thời kỳ đỉnh cao chắc chắn có thể đánh bại mọi thứ. Vu Đạo Thiên bỗng nói, Thế Tông đại nhân, ông từng gặp người phụ nữ váy trắng đó chưa?
Thế Tông nhìn Vu Đạo Thiên lắc đầu, chưa từng gặp. Vu Đạo Thiên nhíu mày, chưa từng gặp ư? Thế Tông gật đầu. Vu Đạo Thiên lặng thinh. Như ông ta đã nói trước đó, ông ta chưa bao giờ nghĩ Diệp Quân là người đơn giản, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, dù là ở trong thế hệ trẻ của tộc Đại Vu của ông ta cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp chứ đừng nói là nền văn minh vũ trụ Quan Huyên, chắc chắn người đằng sau yêu nghiệt ở cấp bậc này không tầm thường. Hơn nữa Ác Đạo Minh đã tổn thất nặng nề vì đối đầu với hắn. Ba vị kiếm tu đó khiến ông ta cảm thấy hơi bất an. Lúc này Thế Tông bỗng nói, tộc trưởng Vu cứ yên tâm. Vu Đạo Thiên nhìn Thế Tông đại nhân có ý gì? Thế Tông bình tĩnh nói, thực lực của những người đứng sau Diệp Quân chắc chắn không quá yếu, dù sao có thể bồi dưỡng ra một thiên tài yêu nghiệt như Diệp Quân chắc chắn không phải là điều mà người thường có thể làm được, nhưng dù có mạnh đến đâu thì có thể mạnh được như nền văn minh thiên hành và tộc Đại Vu không? Không thể, tuyệt đối không thể. Vu Đạo Thiên lặng im một lúc lâu, bật cười, cũng đúng. Nói xong. Ông ta lắc đầu khẽ cười, mình lại cứ lo sầu suy nghĩ. Cho dù người đằng sau Diệp Quân có mạnh đến đâu, lẽ nào có thể mạnh hơn nền văn minh thiên hành và tộc Đại Vu sao? Chỉ cần không phải là nền văn minh vũ trụ cấp 6 thì một tay cũng có thể tiêu diệt gọn gàng. Ngay lúc này tinh hà ở đằng xa bỗng sôi trào. Vu Đạo Thiên không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn tận cuối tinh hà, một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ đó. Chính là Tịnh Sơ. Chiêm Thanh không xuất hiện, cô ta muốn đánh cho tộc Đại Vu trở tay không kịp, vì tộc Đại Vu vẫn không biết cô ta đã ra ngoài. Nhìn thấy Tịnh Sơ, Vu Đạo Thiên nhíu mày, chỉ có một mình ngươi, Thế Tông nhìn Tịnh Sơ, không nói gì. Tịnh Sơ chậm rãi bước đến trước mặt cường giả tộc Đại Vu, bà ta nhìn Vu Đạo Thiên, Vu Đạo Thiên, một đánh một à. Một đánh một. Vu Đạo Thiên bật cười. Ta cũng muốn thử xem thực lực của quan chấp hành đứng đầu nền văn minh thiên hành. Tịnh Sơ nói, đến đây nào. Nói rồi bà ta lắc mình bay lên trời. Vu Đạo Thiên quay đầu nhìn ông lão đồ trắng tay cầm cây gậy, Vu lão, cẩn thận đề phòng. Nói rồi ông ta cũng biến thành tia sáng lao lên trời. Chẳng mấy chốc từng tiếng nổ vang lên giữa không trung. Thế Tông ngẩng đầu lên nhìn tận cuối hư không, ông ta nhíu mày. Vì ông ta thấy Vu Đạo Thiên vừa bắt đầu đã bị Tịnh Sơ trấn áp. Thấy thế vẻ mặt Thế Tông trở nên nghiêm trọng, ông ta nhận ra thực lực của Tịnh Sơ đã tăng lên. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, trước đó Tịnh Sơ và Phục Võ suýt nữa đã liều chết với nhau trong trận nội chiến trước đây, hơn nữa sau đó lại còn đánh với Ác Đạo Minh và tộc Đại Vu, trận chiến đó cũng gần như suýt nữa phá nát thần hồn. Với một cường giả cấp bậc này, trải qua trận chiến thảm khốc như vậy, sao có thể không tăng cấp? Cho dù chỉ là tăng một chút thôi thì cũng là cực kỳ đáng sợ với những cường giả cấp bậc như Tịnh Sơ. Thế Tông nhanh chóng thu lại ánh mắt, ông ta nhìn xung quanh hơi nghi ngờ, trong khi ở phía bên kia, khi nhìn thấy Vu Đạo Thiên bị áp chế, sắc mặt các cường giả tộc Đại Vu đều xa sầm. Họ cũng không ngờ tộc trưởng của mình lại bị áp chế dễ dàng như thế. Trong không trung, sắc mặt Vu Đạo Thiên cũng cực kỳ khó coi, vốn tưởng thực lực của mình cũng không thua kém gì Tịnh Sơ. Nhưng ông ta không ngờ thực lực của Tịnh Sơ lại mạnh như vậy. Ông ta chưa từng giao chiến với Tịnh Sơ, đều là pháp thần ác đạo và mấy vị trí tôn giữ chân bà ta, ông ta không hề biết sức mạnh thực sự của Tịnh Sơ, vốn dĩ còn muốn khoe mẽ một chút, lúc này thì hay rồi, không khoe mẽ được còn bị áp chế. Tịnh Sơ rất nghiêm túc, bà ta thực sự muốn đánh chết Vu Đạo Thiên, ý chí võ đạo cực mạnh lan ra ra khắp không trung, trấn áp cả không trung từng chút. Sắc mặt Vu Đạo Thiên cực kỳ nghiêm trọng, vất vả chống đỡ. Nhưng ông ta ngày càng bị áp chế, gần như không có sức đánh trả, mà những đòn tấn công của Tịnh Sơ ngày càng mạnh khiến Vu Đạo Thiên khổ không nói nên lời. Thấy thế, các cường giả của tộc Đại Vu bên dưới đều biến sắc, họ cũng không tiện ra tay, dù sao vừa rồi đã nói một đánh một rồi. Vèo. Ngay lúc này hư không đó rung lên, sau đó Vu Đạo Thiên bỗng lùi về sau. Hư không phía sau ông ta bị thiêu cháy. Thấy thế tất cả cường giả tộc Đại Vu đều trở nên căng thẳng. Lúc này Tịnh Sơ bỗng biến mất. Ý chí võ đạo đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ trong hư không như thủy triều, lao thẳng về phía Vu Đạo Thiên. Vu Đạo Thiên biến sắc, ông ta biết người phụ nữ trước mặt này muốn giết mình, ông ta không dám nương tay nữa, xòe tay ra,
một chiếc mũ sắt bóng xuất hiện trong tay ông ta, ông ta ra sức thúc giục chiếc mũ sắt bóng toát ra khí tức tà ác đáng sợ. Thoáng chốc ý chí võ đạo Tịnh Sơ phóng ra bị đẩy lùi. Tịnh Sơ ở phía xa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bà ta nhìn xem chiếc mũ sắt trong tay Vu Đạo Thiên, cau chặt mày. Vu Đạo Thiên nhìn Tịnh Sơ, sắc mặt nghiêm trọng. Tịnh Sơ đang định tấn công lần nữa, nhưng lúc này Vu Đạo Thiên đột nhiên nói, quan chấp hành đứng đầu Tịnh Sơ, cường giả so chiêu đến đây thôi, với thực lực của ta và ngươi thì không giết nhau được, thế nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Dứt lời, ông ta nhìn các cường giả tộc Đại Vu bên dưới, các cường giả đều phóng lên hư không này. Chúng muốn đánh hội đồng à? Tịnh Sơ không hề sợ hãi. Bà ta đang định ra tay thì lúc này sau lưng bà ta bỗng vang lên tiếng kiếm. Là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, Tịnh Sơ hơi ngạc nhiên, không ngờ Diệp Quân lại đến nhanh như thế. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, Thế Tông bên dưới khẽ giật mí mắt, không do dự xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Chạy cực nhanh, muộn quả có khả năng không chạy được. Thế Tông đi trong âm thầm nên các cường giả ở đó đều không phát hiện. Nhưng ông ta vẫn bị Đại Tế Sư ẩn nấp ở nơi nào đó nhìn thấy. Thấy Thế Tông chạy trốn, Đại Tế Sư lắc đầu khẽ cười, tỏ ý chế giễu, nhát như thỏ đế khó làm nên việc lớn, tâm tính tiểu nhân. Trong hư không? Diệp Quân đi đến bên cạnh Tịnh Sơ nhìn hắn hỏi, xong rồi à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Tịnh Sơ không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó nhìn các cường giả tộc Đại Vu, ngươi chọn một người đi. Diệp Quân nhìn sang Vu Đạo Thiên. Thấy thế Vu Đạo Thiên bật cười, muốn chọn ta à, nụ cười có gì đó nham hiểm. Một thằng nhóc chọn ông ta đúng là sỉ nhục với ông ta nghĩ ông ta và Tịnh Sơ, Phục Võ mới cùng cấp bậc. Diệp Quân nhìn Vu Đạo Thiên cười nói, so vài chiêu nhé. Vu Đạo Thiên nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Vu Đạo Thiên nhìn Tịnh Sơ không nói gì. Xoay người lùi sang một bên. Bà ta tin tưởng Diệp Quân. Vu Đạo Thiên vung tay lên, các cường giả tộc Đại Vu phía sau ông ta lùi ra sau. Vu Đạo Thiên nhìn Diệp Quân, đến đây đi. Diệp Quân xòe tay ra, một thanh ý kiếm được ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, ngay sau đó hắn bỗng biến mất. Kiếm quang lóe lên. Trong mắt Vu Đạo Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này ông ta không còn tâm lý xem thường nữa, tiến đến trước một bước. Tay phải giơ lên, sau đó ấn về phía trước, một khí tức cường đại lao ra từ trong lòng bàn tay. Kiếm của Diệp Quân lập tức bị ép dừng lại, nhưng ngay sau đó tay phải Diệp Quân cầm kiếm xoay vòng. Vèo! Vu Đạo Thiên bị sức mạnh cực lớn làm cho lùi lại phía sau. Thấy thế, các cường giả tộc Đại Vu đều rất ngạc nhiên. Ánh mắt Tịnh Sơ cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên, bà ta cũng không ngờ thực lực của Diệp Quân lại tăng lên nhiều đến thế. Sau khi dừng lại, sắc mặt Vu Đạo Thiên tái nhợt nhìn Diệp Quân, dĩ nhiên là ông lại càng kinh ngạc hơn vì trước đó ông ta đã điều tra Diệp Quân. Diệp Quân rất chật vật khi đánh một vị thánh vương, lúc này mới qua bao lâu đâu mà sao thực lực của người này lại mạnh đến thế. Đúng là yêu nghiệt. Diệp Quân ở phía đối diện nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đánh nhau với đám sao băng kia, cho dù là kiếm ý hay thân xác kiếm ý đều tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc mình đạt tầng nào rồi. Hắn cần một đối thủ. Vu Đạo Thiên này lại phù hợp. Diệp Quân bỗng mở mắt ra, thoáng chốc một thanh kiếm đã lao đến trước mặt Vu Đạo Thiên. Đồng tử Vu Đạo Thiên co lại, hai cánh tay đứng trước ngực làm tư thế phòng vệ. Xoạt. Nhát kiếm của Diệp Quân lao đến, Vu Đạo Thiên lại bị chấn động lùi về sau. Thấy thế. Diệp Quân bỗng phấn khích nói, tháp ra, ta tiến bộ nhiều rồi. Tiểu tháp nói, người đừng vui mừng quá sớm. Diệp Quân bật cười, ngay sau đó hắn biến mất khỏi đó. Nhát kiếm này xé toạc đến từ trong không trung, kiếm ý mạnh mẽ khiến hư không xung quanh bắt đầu bị phá hủy. Ánh mắt Vu Đạo Thiên lộ ra vẻ hung tợn, ông ta bỗng biến mất khỏi đó đánh về phía Diệp Quân. Bị Tịnh Sơ đánh bại. Ông ta có thể chấp nhận được, nhưng bị một tên nhóc đánh bại. Ông ta không chấp nhận được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyền kiếm vừa chạm vào nhau, cả không trung lập tức bị thiêu đốt,
Từng quyền quang và kiếm quang không ngừng lan ra từ bốn phía, xé nát mọi thứ. Chẳng mấy chốc, cả hư không hừng hực bùng phát kiếm quang và quyền quang, hai sức mạnh xé tan mọi thứ. Hai người đánh rất quyết liệt. Sắc mặt các cường giả tộc Đại Vu ngày càng khó coi, vì họ nhận ra Diệp Quân và Vu Đạo Thiên lại ngang tài ngang sức. Thực lực của Diệp Quân mạnh như thế ư? Các cường giả tộc Đại Vu đều sầm mặt. Tịnh Sơ nở nụ cười hiếm hoi, bà ta nhận ra kiếm ý của Diệp Quân thuần túy hơn trước rồi. Bây giờ Diệp Quân mới giống kiếm tu hơn. Trước đó cứ như một tên du mục. Vèo. Đúng lúc này, trong hư không ở phía xa bỗng xuất hiện một tia kiếm quang chói mắt, Vu Đạo Thiên bị này tia kiếm quang buộc phải lui về phía sau, ông ta vừa dừng lại thì lại có một tia kiếm quang chém mạnh tới, từng nhát kiếm áp chế Vu Đạo Thiên, nhưng chỉ kéo dài không đến vài giây, một luồng khí tức đáng sợ bỗng toát ra từ trong cơ thể Vu Đạo Thiên, luồng khí tức này khiến Diệp Quân lùi lại. Sau khi Diệp Quân lùi lại, Vu Đạo Thiên bỗng xông đến trước, cả người biến thành cột sáng màu đen đâm về phía Diệp Quân. Diệp Quân ở phía xa chém một nhát kiếm đến. Xoạt. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bị đánh văng ra xa, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức dừng lại rồi lao về phía trước, chém một nhát kiếm vào cột sáng màu đen, thoáng chốc vô số kiếm quang và tia sáng màu đen lao ra, lan ra xung quanh. Chẳng mấy chốc hai người lại đánh nhau quyết liệt. Vu Đạo Thiên đã bắt đầu nghiêm túc hơn, trận chiến này liên quan đến tôn nghiêm của ông ta. Dù sao thua Tịnh Sơ thì mọi người còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu thua tên nhóc Diệp Quân này, ngay cả bản thân ông ta cũng không thể chấp nhận chứ đừng nói gì là người trong tộc. Không được thua. Thế nhưng đánh một hồi, ông ta lại nhận ra kiếm ý của Diệp Quân mạnh hơn ông ta nghĩ. Kiếm ý thuần túy. Kiếm chiêu đơn giản. Nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Kiếm tu. Từ trước đến nay, kiếm tu thuần túy nhất đều là người làm cho người ta cảm thấy đau đầu nhất, nhất là trong cùng cảnh giới, tất cả cường giả đều không muốn đối mặt với kiếm tu. Lúc này Vu Đạo Thiên đã đánh đến mức cảm thấy vô cùng đau đầu. Còn Diệp Quân vừa đột phá, hắn ngày càng phấn khích, càng đánh càng có sức, hiện giờ hắn không có sử dụng bất kỳ kiếm kỹ nào, cho dù chỉ là vung chém đơn giản, chiêu thức ngày càng đơn giản nhưng uy lực lại ngày càng mạnh. Dĩ nhiên hắn cũng không từ bỏ kiếm kỹ hoàn toàn. Thì thoảng đánh một chiêu riêng chỉ nhất kiếm, sẽ khiến Vu Đạo Thiên không kịp đề phòng. Sau khi kiếm ý của hắn được cải thiện, uy lực mấy kiếm kỹ này của hắn cũng được tăng lên. Đáng nói là bây giờ hắn không kích hoạt sức mạnh huyết mạch, nếu không sức mạnh của hắn sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Vì huyết mạch phong ma của hắn cũng rất thuần túy. Cứ thế hai người liên tục đánh nhau ở trong không trung, sức mạnh mà hai người tạo ra đã đánh nát toàn bộ không trung. Cho dù có pháp tắc thiên đạo phục hồi nhưng cũng không có tác dụng vì tốc độ hủy diệt sức mạnh của hai người quá nhanh. Tịnh Sơ đứng ở một bên lặng lẽ theo dõi, bà ta biết Diệp Quân cần một trận chiến, sau trận chiến này sức mạnh của Diệp Quân sẽ trở nên mạnh hơn. Điều bà ta phải làm là ngăn cản không cho mọi người đánh lén hắn, không để hắn bị người ta ỷ thế bắt nạt. Sắc mặt các cường giả tộc Đại Vu xung quanh đều rất khó coi. Vì đã nói là một đánh một nên Vu Đạo Thiên chưa lên tiếng thì họ cũng không tiện ra tay, nhưng họ đều có thể thấy Vu Đạo Thiên không thể giết được người tên Diệp Quân này. Dĩ nhiên Diệp Quân muốn giết Vu Đạo Thiên cũng rất khó. Hai bên đều đang đợi. Xem ai không chịu được trước, sau đó đánh hội đồng. Diệp Quân đánh một hồi lại cảm thấy không ổn lắm, vì hắn thấy huyết mạch phong ma trong người hắn lại đang trở nên nóng nảy. Mẹ kiếp! Mình không có sát khí, huyết mạch này bắt đầu hồi sinh. Kể từ sau khi huyết mạch phong ma nuốt chửng rất nhiều ác tự và ác huyết lần trước, hắn phát hiện huyết mạch phong ma này không bình thường, chỉ cần hắn có một chút sát khí, huyết mạch này sẽ muốn đảo khách thành chủ như được tiêm chất kích thích. Huyết mạch này có bản tính làm loạn. Diệp Quân ép buộc mình đè ép sát khí trong đầu mình xuống, bây giờ hắn chỉ muốn kiểm tra kiếm ý của mình. Ở một bên khác, dường như Tịnh Sơ cảm nhận được gì, bà ta quay đầu nhìn sang phải, chỉ thấy không có một ai trong tinh không. Bà ta lại nhíu chặt mày. Đại tế sư của tộc Đại Vu ẩn mình trong thời không bật cười, phát hiện ra ta rồi sao? Thú vị đấy, không hổ là quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh thiên hành, Tịnh Sơ ở phía xa thu lại tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn chiến trường cách đó khá xa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Vù! Đúng lúc này,
khu vực chiến trường bỗng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó khu vực hư không đó nổ tung hoàn toàn hệt như chiếc gương, Diệp Quân và Vu Đạo Thiên cùng lùi về sau. Hai người lùi lại một lúc sau mới dừng lại. Lúc này trên người Vu Đạo Thiên đã có không ít vết kiếm. Ngược lại Diệp Quân, mặt đầy vẻ phấn khích. Vu Đạo Thiên nhìn hai tay mình, trên tay ông ta có vài vết kiếm, cơ thể ông ta cũng không phải là thân xác bình thường, nhưng vẫn không chịu được kiếm của Diệp Quân. Vu Đạo Thiên quay đầu lại nhìn xung quanh, lúc này sắc mặt các cường giả tộc Đại Vu xung quanh đều rất khó coi. Vu Đạo Thiên biết ông ta không thể tiếp tục tiêu tốn thời gian với Diệp Quân thế này nữa, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ bất lợi với mình, vì ông ta nhận ra Diệp Quân này càng đánh càng mạnh, quá bất thường. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Một tia kiếm quang lướt qua chém thẳng vào Vu Đạo Thiên. Vu Đạo Thiên híp mắt, ông ta xòe tay ra, một chiếc mũ sắt bỗng xuất hiện trong tay ông ta, trong chiếc mũi sắt toát ra khí tức đáng sợ. Chỉ thoáng chốc, Diệp Quân đã bị khí tức đáng sợ đó làm cho chấn động lùi về sau cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn nhìn mũ sắt trong tay Vu Đạo Thiên, ông thế mà lại dùng ngoại vật. Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngoại vật gì chứ, uổng công ngươi lăn lộn lâu như vậy, lẽ nào ngươi không biết ngoại vật cũng là một kiểu thực lực sao? Diệp Quân gật đầu, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nói rồi hắn lại biến mất khỏi đó. Vu Đạo Thiên ném mạnh mũ sắt trong tay về phía Diệp Quân. Khi chiếc mũ sắt bay về phía Diệp Quân, luồng khí tức đáng sợ bùng phát, nhưng lúc này ý kiếm trong tay Diệp Quân đã biến thành kiếm Thanh Huyên. Hắn chém một kiếm xuống. Soạt! Chiếc mũ sắt bị nhát kiếm của Diệp Quân chém gãy làm đôi. Một tiếng thét thảm thiết vang lên trong chiếc mũ sắt vỡ tan tành đó. Thấy kiếm của Diệp Quân mạnh như vậy, Vu Đạo Thiên biến sắc. Lúc này ông ta cũng không còn quan tâm đến gì nữa, tức giận chỉ vào Diệp Quân, mọi người cùng xông lên. Nghe Vu Đạo Thiên nói thế, các cường giả tộc Đại Vu cũng vứt hết võ đức gì đó xông về phía Diệp Quân. Đánh hội đồng. Khi tất cả cường giả xông về phía Diệp Quân, Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Ông ta không ngờ thần vật của mình lại bị nhát kiếm của Diệp Quân dễ dàng phá vỡ đến thế. Quả thật là hết sức hoang đường. Cũng giờ khắc này, ông ta đã không còn ý định chém giết Diệp Quân nữa, phải biết rằng, thần vật của ông ta là chí bảo đứng hàng đầu của tộc Đại Vu, thế nhưng lúc này lại bị thanh kiếm mỏng manh đó phá vỡ, có thể tưởng tượng được thanh kiếm đó đáng sợ cỡ nào. Ngay lúc các cường giả tộc Đại Vu kia xông về phía Diệp Quân, Tịnh Sơ đột nhiên chắn trước mặt Diệp Quân, trong mắt bà ta lóe lên một tia lạnh lùng, ngay sau đó bà ta tiến lên một bước. Ý chí võ đạo đáng sự cuồn cuộn lao ra từ thủy triều, sau đó bà ta xông đến trước đánh một quyền. Vèo. Mấy chục cường giả tộc Đại Vu trước mặt bà ta bị nắm đấm của bà ta ép lui cả mấy vạn trượng. Lúc này, Diệp Quân cũng bị một đám cường giả tộc Đại Vu đánh văng xa ra, mặc dù hiện giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều nhưng một mình hắn vẫn không thể đánh lại nhiều cường giả đỉnh cấp của tộc Đại Vu như thế. Mấy vị thánh vương dẫn đầu xông đến chỗ Diệp Quân. Diệp Quân ở phía xa híp mắt, tháp ra. Hắn vừa dứt lời, tiểu tháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, ngay sau đó hàng vạn khí tức cực mạnh bỗng xuất hiện xung quanh, sau đó hàng vạn cường giả tộc loạn cổ đều bước ra từ trong tiểu tháp. Thấy thế tộc trưởng tộc Đại Vu Vu Đạo Thiên biến sắc, đây, là tộc loạn cổ, sao có thể? Không chỉ Vu Đạo Thiên mà lúc này các cường giả tộc Đại Vu đều ngơ ngác. Sao cường giả tộc loạn cổ lại xuất hiện ở đây? Đại tế sư trong bóng tối cũng nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, khẽ cười nói, ẩn nấp nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa rồi sao? Cũng tốt thôi, vừa lúc bắt gọn một đám. Sau khi các cường giả tộc loạn cổ bước ra, ánh mắt họ lập tức nhìn sang cường giả tộc Đại Vu, trong mắt ai cũng hiện lên sát khí và sự phẫn nộ. Năm đó tộc Đại Vu từng dẫn cả vạn tộc khác tàn sát tộc loạn cổ. Đa phần người trong tộc loạn cổ đều chết trong tay các cường giả tộc Đại Vu ở trận chiến đó. Bây giờ lại gặp nhau lần nữa là kẻ thù gặp nhau, cực kỳ căm phẫn. Thần tướng loạn cổ phong bỗng tức giận hét lên, giết. Vừa dứt lời, ông ta dẫn đầu xông lên. Mà sau lưng ông ta, vô số cường giả tộc loạn cổ cũng xông tới, lúc này hai mắt các cường giả tộc loạn cổ đều trở thành màu đỏ như máu, sát khí ngút trời.
Nhìn thấy khí thế này, các cường giả tộc Đại Vu đều biến sắc. Nhưng ngay lúc này, đại tế sư của tộc Đại Vu ẩn nấp trong tối bỗng xòe tay ra, chẳng mấy chốc một cánh cửa đá nhỏ bay ra từ trong lòng bàn tay, cánh cửa đá ngược gió phồng lên biến thành cánh cửa rộng cả vạn trượng, ngay sau đó trong cánh cửa đá truyền đến từng khí tức lớn mạnh đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân ở đằng xa nhíu mày. Lúc này Tịnh Sơ xuất hiện bên cạnh hắn, bà ta nhìn cánh cửa đá có rất nhiều cường giả đang chạy đến đây. Diệp Quân trầm giọng nói, cường giả của nơi nào? Tịnh Sơ lắc đầu, ta không biết. Đúng lúc này, một người đàn ông có thân hình cao lớn vạm vỡ bỗng lao ra từ trong cánh cửa đá. Người đàn ông này cao hơn người bình thường gấp đôi, hai tay như trụ cột, bờ vai rộng đủ để người ngồi lên, một tay cầm chiếc rìu chiến cực lớn, vô cùng áp bức. Đúng lúc này, giọng nói Loạn Cổ Phong bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân, cậu Diệp, đây là tộc cự nhân ở thời kỳ tộc Loạn Cổ, tộc Đại Vu đang gọi những người giúp đỡ của vạn tộc năm đó. Diệp Quân nhíu mày, có vạn tộc thật ư? Loạn Cổ Phong nói, có vạn tộc, nhưng cũng chỉ có mấy tộc đánh nhau giỏi thôi. Diệp Quân nhìn Loạn Cổ Phong, các ông sợ không? Loạn Cổ Phong bật cười, sợ gì chứ? Chỉ cần cậu Diệp dám đánh, tộc Loạn Cổ sẽ đi theo mà không tiếc mạng. Diệp Quân bật cười, vậy thì đánh. Nói rồi hắn lắc người xông về phía ba thánh vương cách đó không xa. Nhát kiếm này vừa được xuất ra, sắc mặt của ba vị thánh vương bỗng thay đổi, vì họ đã từng nhìn thấy sự khủng khiếp của thanh kiếm trong tay Diệp Quân, thế nên khi nhát kiếm đó của Diệp Quân lao đến, ba vị thánh vương lại liên tục lùi về sau, không dám đối đầu trực diện. Diệp Quân chém một nhát kiếm vào không trung, nhíu chặt mày, hắn nhìn ba vị thánh vương không tiếp tục đuổi theo nữa, mà thân hình biến thành một tia kiếm quang đánh về phía bên phải. Vèo! Chỉ trong thoáng chốc, mấy cường đại tộc Đại Vu bị chém chết. Lúc này Diệp Quân đang cầm kiếm Thanh Huyên đã trở thành người mà những cường giả bình thường không thể đánh lại. Nhìn thấy Diệp Quân chém giết vài cường giả tộc Đại Vu trong tích tắc, sắc mặt ba vị thánh vương trở nên khó coi, nhưng họ vẫn không dám bước đến đánh trực diện với Diệp Quân. Trong phút chốc Diệp Quân lại liên tiếp chém vài cường giả tộc Đại Vu nữa, hắn đánh một hồi không biết đến gần cánh cửa đá đó từ bao giờ. Vu Đạo Thiên ở trên trời nhìn ra ý đồ của Diệp Quân, lập tức hét lên, ngăn hắn lại. Lúc này Diệp Quân vừa lúc bay lên trời, chém một nhát kiếm vào cánh cửa đá. Người khổng lồ đứng trước cánh cửa đá nhìn thấy đòn tấn công của Diệp Quân lao đến, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, ông ta nhảy lên, tay cầm chiếc rìu lớn chém về phía Diệp Quân. Chiếc rìu này lao ra, uy lực như có thể hủy diệt trời đất. Nhưng Diệp Quân lại không tránh đòn, đâm một nhát vào chiếc rìu lớn đó. Vèo! Chiếc rìu bỗng bị phá vỡ. Thấy thế, đồng tử người khổng lồ bỗng co rụt lại. Ông ta vừa định lùi lại nhưng lúc này một tia kiếm quang xoẹt qua giữa trán ông ta. Diệp Quân xuất hiện phía sau người khổng lồ 10 trượng. Người khổng lồ trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng đập mạnh xuống đất, đến khi chết cũng không biết tại sao lại bị trúng một nhát kiếm. Chẳng phải đã nói ông ta đến đây chỉ là để góp số đông thôi sao? Diệp Quân ở cách đó không xa quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn người khổng lồ ngã xuống đất, lắc đầu yếu quá. Tiểu Tháp. Diệp Quân quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa đá cách đó không xa, hắn không chút do dự nhảy lên, chém một kiếm về phía cánh cửa đá, nhưng lúc này một luồng khí tức đáng sợ bỗng lao ra từ thời không trước mặt hắn. Diệp Quân chém mạnh một nhát kiếm. Nhát kiếm này lao ra, có thứ gì đó bị xé toạc, nhưng bản thân Diệp Quân cũng lập tức bị văng ra xa không biết bao nhiêu trượng, dù sao cũng rất xa. Ở đằng xa, sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn cánh tay hơi tê của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn một người đàn ông trung niên đang đứng trước cánh cửa đá đó, chính là đại tế sư của tộc Đại Vu. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lát sau ông ta liếc mắt nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, cười nói, trước đó tộc trưởng nói với ta người đằng sau ngươi không đơn giản, lúc đó ta không nghĩ vậy, nhưng bây giờ xem ra người đằng sau ngươi thật sự có bản lĩnh. Diệp Quân không hề phí lời, bỗng biến mất khỏi đó. Đại tế sư híp mắt, ông ta bỗng giơ hai tay lên, thời không xung quanh bỗng chốc trở nên hư ảo, từng sức mạnh thời không đáng sợ lao về phía Diệp Quân. Nhưng ngay sau đó ông ta nhíu mày, vì ông ta nhận ra Diệp Quân thế mà lại bỏ qua mấy thời không đó lao thẳng đến trước mặt ông ta. Tay phải đại tế sư siết chặt lại vung ra một quyền, sức mạnh vu đạo cực mạnh lao ra từ trong nắm đấm của ông ta.
Soạt. Sức mạnh đó đã bị kiếm thanh huyền của Diệp Quân chém vỡ, nhưng Diệp Quân cũng lại bị đánh văng ra xa, trong lúc đó kiếm thanh huyền của hắn bỗng biến mất, mục tiêu không phải là đại tế sư mà là các cường giả tộc đại vu đó, ngay lập tức có mấy cường giả tộc đại vu bị chém giết. Thấy thế, ánh mắt đại tế sư trở nên lạnh lùng, ông ta tiến đến trước một bước, chỉ một bước thôi mà thời không chỗ Diệp Quân đã sôi trào nổ tung, nhưng ngay sau đó Diệp Quân biến thành tia kiếm quang chém tan sức mạnh đáng sợ đó, sau đó lại chém một nhát đến trước mặt đại tế sư. Đại tế sư híp mắt, bỗng giơ ngón tay lên, thời không trước mặt hắn bỗng dập dờn như sóng nước. Bùm! Bốp! Thời không bị xé tan, nhưng Diệp Quân lại bị văng ra xa, nhưng lần này ngón tay đại tế sư bị nứt ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại tế sư sầm lại, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở phía xa, ánh mắt hiện lên sát khí không hề che giấu, chỉ là đám tôm tép. Nói rồi ông ta bỗng tiến đến trước, vừa định ra tay lần nữa thì lúc này một người phụ nữ đâm sầm vào ông ta. Chính là Tịnh Sơ. Cùng lúc đó giọng Tịnh Sơ vang lên trong đầu Diệp Quân, phá cánh cửa đó. Diệp Quân lập tức lắc mình biến thành tia kiếm quang lao đến chém cánh cửa đá, nhưng lúc hắn vừa tới gần cánh cửa, một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong cánh cửa đánh mạnh về phía hắn. Bù! Diệp Quân chém một nhát kiếm, yêu thú cực lớn đó nổ tung, Diệp Quân đang định ra tay lần nữa thì lúc này một tia lưu quang bỗng lao ra từ trong cửa, đánh mạnh vào người hắn. Diệp Quân chém mạnh một nhát kiếm, lưu quang đó lập tức bị chém vỡ, nhưng sức mạnh cực lớn cũng khiến hắn chấn động lùi về sau. Sau khi dừng lại, Diệp Quân đang định ra tay lần nữa, nhưng dường như cảm giác được gì đó, hắn bỗng quay người lại, hai bóng người mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn, hắn cả kinh vung kiếm lên chém. Vụt! Nhát kiếm chém vào không trung. Chẳng có gì cả. Nhưng ngay sau đó hai tia hàn quang lần lượt xuất hiện ở cổ họng và sau gáy hắn. Vèo! Vèo! Hai tia hàn quang chém mạnh vào cổ và sau gáy hắn. Nhưng thân sắc kiếm ý vô địch của Diệp Quân lại chống lại hai đòn tấn công này. Hai sát thủ nấp trong tối cũng cả kinh, nhưng chỉ thoáng chốc họ đã lặng lẽ ẩn đi. Một đòn tấn công không trúng lập tức rút lui. Diệp Quân nhìn xung quanh, tháp ra, có thể cảm nhận sự tồn tại của họ không? Tiểu tháp nói, khí tức rất mờ nhạt, hơn nữa họ liên tục thay đổi vị trí, tốc độ rất nhanh. Diệp Quân sầm mặt. Ngay lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn bỗng nhìn cánh cửa đá ở đằng xa, khí tức cực mạnh trào ra từ bên trong cánh cửa đá, ngay sau đó vô số cường giả hùng hổ xông ra. Quân chi viện vạn tộc. Viện quân vạn tộc đến. Thấy vô số cường giả ồ ạt lao ra từ sau cánh cửa đá, các cường giả tộc đại vu đồng thanh la hét trong sĩ khí dâng cao. Kể từ ngày hai tộc đại vu và vạn tộc nổ ra chiến tranh, bọn họ vẫn luôn bị vạn cổ áp một đầu. Năm xưa vạn cổ mạnh hơn đại vu về mọi mặt, cường giả vạn cổ bây giờ mỗi khi thấy mặt người bên đại vu đều sẽ nhớ lại chuyện bị đâm sau lưng khi xưa, thế là càng thêm hung bạo. Thủ lĩnh cường giả vạn cổ phong thấy những sự góp mặt mới thì vung trường mâu trong tay lên cao, thét dài, phòng ngự. Tất cả cường giả tộc vạn cổ rối rít tập trung sau lưng ông ta, tạo thành một trận hình khép kín rồi chĩa mâu đâm về trước. Uỳnh! Khí thế như hồng thủy dâng lên bao trùm hết thảy. Các cường giả tộc đại vu biến sắc, vội vàng lùi về trước cửa đá. Diệp Quân dừng chân, phát hiện hai sát thủ kia đã biến mất. Hắn không để tâm nữa mà nhìn cánh cửa đá. Những người đầu tiên lao ra từ đó thuộc tộc cự nhân với cơ thể cao lớn lạ thường, vừa xuất hiện đã khiến hư không chấn động với thanh thế đáng sợ. Đi sau họ là hàng loạt cường giả tinh nhuệ đến từ nhiều tộc khác với khí tức mạnh mẽ không kém. Tịnh Sơ đi đến cạnh hắn, nhíu mày nhìn những người kia. Diệp Quân hỏi, thế tông của ác đạo Minh đâu? Ban nãy hắn nhớ vẫn còn nhìn thấy đối phương, nhưng bây giờ đã chẳng thấy tăm hơi. Ác đạo Minh vẫn là thế lực khiến hắn lo âu nên không dám xem thường. Tịnh Sơ liếc nhìn xung quanh, lắc đầu, không rõ. Diệp Quân nhíu mày. Ha ha ha. Bỗng có tiếng cười lớn phát ra từ trong cửa đá. Một người đàn ông tộc cự nhân mặc áo giáp bằng đá bước ra, những đồng tộc khác vội vã dịch sang hai bên để nhường đường. Tộc trưởng Thạch Việt của tộc cự nhân. Giọng vạn cổ phong bỗng bật ra trong đầu Diệp Quân. Nghe vô cùng trầm trọng.
Diệp Quân nhìn sang, thấy thân thình Thạch Việt cao hơn các tộc nhân rất nhiều, mặc giáp đá dày cui với những phù văn màu đen sáng loáng, nhìn là biết không phải vật phàm. Thạch Việt cất giọng cười rền vang như sấm, đại tế sư, văn minh thiên hành ở đâu hả? Để ta xem văn minh vũ trụ cấp 5 đỉnh cao là thế nào. Đúng lúc này, Tịnh Sơ biến mất. Thạch Việt không chút sợ hãi, cười lớn một tiếng rồi tung ra cú đấm. Một cú đấm khiến không khí nổ lách tách, vũ trụ rung động. Đinh tai nhức óc. Quỳnh! Nhưng người phải lùi lại đến gần cửa đá lại chính là ông ta. Những cự nhân sửng sốt, nhìn Tịnh Sơ bằng ánh mắt hoảng sợ lẫn đề phòng. Thạch Việt thoáng tỏ ra kinh ngạc rồi lại phá ra cười, có bản lĩnh. Tịnh Sơ lại chú ý đến bộ giáp đá, chính nó vừa hấp thu phần lớn sức mạnh từ cú đấm của bà ta. Ha ha! Lại có một giọng nói nữa truyền đến từ sau cửa đá, Thạch Việt, da mặt ngươi vẫn dày như xưa. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục xa hoa bước ra. Sau lưng là mấy trăm cường giả tay cầm cung, lưng vác tên đồng, thân hình hư ảo như bóng ma. Vạn Cổ Phong đi đến cạnh Diệp Quân, tộc trưởng tộc Vũ Linh, Vũ Tiêu. Họ thiện cung tiễn, thân pháp kỳ lạ, có thể hòa hợp với thời không vạn giới, rất khó giết. Diệp Quân nhìn sang, Vũ Tiêu như cảm giác được mà ngẩng đầu lên. Một khắc sau, một cơn mưa tên đã trút về phía Diệp Quân. Tịnh Sơ tung cú đấm. Quỳnh! Cơn mưa tên bị chặn đứng rồi biến mất, trở về túi đựng tên sau lưng Vũ Tiêu. Ông ta nhàn nhạt nói, văn minh thiên hành. Thạch Việt gần đó cười to, đây chính là Tịnh Sơ, quan chấp hành đứng đầu của văn minh thiên hành, thực lực cũng khá phết. Vũ Tiêu không đáp, chỉ phẩy tay một cái. Mấy trăm cường giả phía sau ông ta lập tức tàng hình ẩn nấp. Kha kha! Tiếng cười thứ ba vang lên. Người bước ra lần này là một người đàn ông mặc áo trắng dưới lớp áo khoác đen, theo sau ông ta là mấy trăm cường giả giáp đen, khí tức lẫn chiến ý đều vô cùng mạnh mẽ. Ông ta mỉm cười với Đại Tế Sư, lâu rồi không gặp. Đại Tế Sư! Thạch Việt và Vũ Tiêu nghe vậy thì đều nhìn sang chào hỏi, chào Đại Tế Sư. Thái độ vô cùng cung kính. Đại Tế Sư gật đầu với họ, tộc Nguyên Cổ đâu? Nguyên Cổ! Mấy người kia nhìn nhau, Thạch Việt lên tiếng, chúng ta không rõ lắm, vì vừa nhận được vạn tộc lệnh của Đại Tế Sư là lên đường ngay. Có lẽ vì ngài lâu rồi mới xuất hiện nên tộc Nguyên Cổ bọn họ bắt đầu có tâm tư khác, nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, hà hà. Đại Tế Sư điềm tĩnh nói, những ai có mặt hôm nay là đồng minh của tộc Đại Vu chúng ta, ai vắng mặt là địch. Đã là địch thì chúng ta sẽ không khách khí. Thạch Việt mỉm cười, tộc cự nhân sẵn lòng kết giao vĩnh viễn với tộc Đại Vu. Các tộc trưởng khác cũng tỏ thái độ giống vậy. Sau khi diệt tộc Vạn Cổ năm xưa, vạn tộc do tộc Đại Vu cầm đầu. Thứ nhất vì bọn họ rất mạnh, thứ nhì là Đại Tế Sư có thể liên lạc với những thế lực thần bí, đây mới là điều họ kiêng kỵ nhất. Bởi vì văn minh cấp cao muốn tiêu diệt văn minh cấp thấp thì chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Tiếp tục có cường giả bước ra từ trong cửa đá, không chỉ có người mạnh mà cũng có người đến hóng hớt. Không bao lâu, quân số bên tộc Đại Vu đã tăng lên hơn 100.000, và vẫn còn cường giả cuồn cuộn đi ra. Đại Tế Sư chậm rãi nhìn sang Diệp Quân, bốn bể vốn đang xôn xao bỗng im phắc khi mọi ánh nhìn dồn lên Đại Tế Sư. Ông ta cười nói, quả thật ta rất bất ngờ khi ngươi lại được tàn dư của tộc Vạn Cổ giúp đỡ. Diệp Quân nhìn số lượng cường giả cuồn cuộn phía sau ông ta, hỏi Vạn Cổ Phong, ông có biết đằng sau cửa đá đó là gì không Phong Thần Tướng? Vạn Cổ Phong lắc đầu, không, vũ trụ Vạn Cổ đã bị tổ tiên phá nát, di rời đến nơi khác rồi. Diệp Quân gật đầu, lại hỏi, có sợ không? Vạn Cổ Phong bật cười ngạo nghễ, có gì phải sợ? Có gì phải sợ? Các cường giả tộc Vạn Cổ đứng phía sau đồng thanh hô vang như sấm giật. Bừng bừng khí thế. Diệp Quân mỉm cười, những cường giả tộc Vạn Cổ này đúng là bậc tinh anh nhất, không hề thua kém trái cây tinh nhuệ của văn minh thiên hành. Nhưng nếu so với Tịnh Sơ và Phục Võ thì vẫn có chút chênh lệch đó. Tịnh Sơ cũng lộ ra vẻ tán thưởng, những người này có tư chất rất tốt, đối mặt với vô số cường địch nhưng không hề sợ hãi, lại còn nâng cao sĩ khí. Đại Tế Sư bỗng hỏi, nghe nói người được mấy kiếm tu chống lưng cho.
Diệp Quân, thì thế nào? Đại tế sư, ta muốn làm quen. Diệp Quân lắc đầu. Đại tế sư, sao thế? Diệp Quân, ta muốn tự mình đánh bại các ngươi. Ha ha ha. Đại tế sư bật cười. Các cường giả sau lưng ông ta cười theo. Tịnh Sơ kéo tay áo Diệp Quân, ta hiểu ý ngươi rồi. Diệp Quân nhìn sang, thấy bà ta lại lãnh đạm nhìn về trước. Hắn cười cười không nói. Đại tế sư lắc đầu, ngươi đúng là ngây thơ, hôm nay để ta dạy cho ngươi một bài học. Diệp Quân chỉ nhìn ông ta. Đại tế sư, từ xưa đến giờ, người có chống lưng và người không có là hai khái niệm một trời một vực. Có câu, có ô dù thì họa thành phúc, không ô dù thì phúc thành họa, nên sống trên đời ngoại trừ nỗ lực thì còn phải tìm chỗ dựa, khi ấy mới có thể bất bại. Những kẻ cười nhạo ngươi vì núp váy đều là ngu xuẩn, vì chúng không biết hiện thực tàn khốc, không biết có người giúp đỡ sung sướng thế nào. Diệp Quân nghĩ một hồi, nói, đúng là sướng thật. Tiểu Tháp. Đại tế sư, có biết vì sao tộc vạn cổ năm xưa rất mạnh nhưng tộc đại vu vẫn thắng không? Ông ta cười, vì ta có chống lưng. Không có gì phải xấu hổ, đó là bản lĩnh của chúng ta, ô dù cũng là một loại sức mạnh mà, hiểu chứ? Diệp Quân gật đầu, biết mà. Lại nói, ông chỉ cần nói một tiếng thôi là ô dù của ta xuất hiện liền. Đại tế sư tò mò, câu gì? Diệp Quân, nhìn vào vũ trụ. Là tò ba chữ ta vô địch. Ha ha. Đại tế sư cười, thú vị đấy. Thạch Việt cười to, để ta. Ông ta ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, vận khí hô to, ông đây vô địch, thằng nào dám ra đánh một trận. Âm thanh ngưng tụ thành thực chất bắn đi xa. Ai nấy đều đổ dồn mắt vào đó. Chả thấy gì. Diệp Quân nhíu mày. Thạch Việt lại cười to, ông đây vô địch, ông đây vô địch. Rồi quay lại chế nhạo Diệp Quân, người của ngươi đâu? Hay sợ quá trốn rồi? Kha kha, hử. Một giọng nói bỗng vọng lại từ xa khi một kiếm tu áo trắng phá không bay tới. Tiếng tới, người cùng tới. Thấy kiếm tu xuất hiện, Diệp Quân vội lên tiếng, con chào đại bá. Đại bá tới rồi. Kiếm tu quan sát hắn một thoáng. Mỉm cười nói, kiếm ý tinh thuần hơn rồi đấy. Diệp Quân vội nói, còn kém lắm ạ, phải nỗ lực thêm nhiều. Kiếm tu gật gù, bồi thêm, vẫn còn quá yếu. Diệp Quân. Thạch Việt mở miệng xen ngang, ngươi chính là kẻ chống lưng cho tên Diệp Quân. Kiếm tu nhìn sang, còn ngươi là kẻ tự xưng vô địch. Thạch Việt nhăn nhở, đúng thế thì sao? Trong mắt tràn đầy khiêu khích. Kiếm tu quan sát một hồi rồi tỏ ra thất vọng, thở dài nói, yếu như vậy mà cũng đòi vô địch, người bị điên rồi sao? Mọi người. Tịnh Sơ thì đang nhìn kiếm tu với vẻ mặt trầm trọng, không chỉ vì bà ta không hề cảm nhận được tu vi của người này. Mà còn vì bản năng bà đang run sợ. Bà ta hít vào một hơi, đè nỗi kinh hoàng ấy lại. Cùng lúc đó, ý chí võ đạo bộc phát trong người bà. Võ thần. Gặp kẻ mạnh thì bản thân càng mạnh. Đối mặt với cường giả, có thể kính nhưng không thể sợ. Ý chí võ đạo quanh người Tịnh Sơ ngày càng mạnh lên. Kiếm tu ngoái lại nhìn với vẻ ngạc nhiên, tiểu cô nương này khá đấy. Tịnh Sơ mở mắt, nói với ông, vãn bối cả gan, xin được lĩnh giáo tiền bối. Nói xong, ý chí võ đạo của bà ta lại tăng lên ngùn ngụt. Kiếm tu cảm thấy hứng thú. Nhìn một cái thì thấy người này đang đứng cùng Diệp Quân, biết là người cùng phe bèn gật đầu, được. Xem như đồng ý chỉ điểm. Khoan đã. Thạch Việt xen vào, người vừa nói ta yếu đúng không? Qua đây đánh với ta trước. Ông ta siết quả đấm lại, để khí thế hùng hậu ngưng tụ từ thinh không. Bộ giáp đá trên người ông ta tỏa ra khí tức mạnh mẽ như có sự sống, dung hòa với khí thế của ông ta, chỉ trong phút chốc đã khiến tinh hà chấn động. Nhưng kiếm tu lại lắc đầu, vẫn quá yếu. Quá yếu. Lời này khiến bốn bề lặng phắc như tờ, sau đó là những tiếng cười bùng nổ khắp nơi, có cự nhân còn cười đến gập cả lưng. Đại tế sư cũng nhếch mép, nói với Diệp Quân, đại bá của ngươi vui tính đấy. Diệp Quân chỉ trơ mặt nhìn lại. Thạch Việt cười dài một tràng rồi liếc nhìn kiếm tu, ngươi chê ta yếu.
Kiếm tu nghĩ ngợi một hồi, đính chính cực kỳ yếu. Mọi người. Tiếng cười của Thạch Việt im bặt, hết nhìn thanh kiếm trong tay đối phương rồi chỉ vào ngực mình, ta nhường ngươi ba chiêu, chém đi. Diệp Quân. Kiếm tu chỉ liếc một phát trước khi rút kiếm. Xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, thủ cấp Thạch Việt rời khỏi cổ, để máu phún ra cao tận mấy chục trượng. Nói giết là giết. Hai mắt Thạch Việt còn trợn to như quả trứng, bàng hoàng vô cùng. Mọi tiếng cười ngưng bặt, im lặng đến có thể nghe cả tiếng kim rơi. Kiếm tu lắc đầu không nói. Thật sự là quá yếu. Quá thất vọng. Đại tế sư thấy Thạch Việt bị giết trong một chiêu thì thoát cái không còn cười nữa, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ung dung. Ông ta không sợ. Vì ông ta cũng có chống lưng mà. Đại tế sư cười nói với Diệp Quân, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi, tên đại bá này cũng khá đấy. Diệp Quân. Kiếm tu quay lại liếc đại tế sư một cái rồi lắc đầu, ngươi cũng quá yếu. Mọi người. Đại tế sư cũng không nổi giận mà hỏi kiếm tu, xưng hô thế nào. Ông ấy ngẫm nghĩ một hồi, tiểu tử này là vãn bối của ta, hay là ngươi bảo người bên phe ngươi rút đi, xem như nể mặt ta, được không? Đại tế sư, nếu ta nói không, kiếm tu, thì chỉ có thể như này thôi. Ông rút kiếm. Xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm nghìn cường giả cao cấp đứng sau đại tế sư đều bị chém bay đầu. Ngần ấy trụ máu phóng lên thật cao. Các cường giả tộc vạn cổ chố mắt nhìn, cả người hóa đá. Diệp Quân cũng khiếp sợ không thôi. Không ngờ đại bá vừa ra tay đã tàn sát một loạt như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng đại bá ôn hòa lành tính, rất ít lệ khí, khi so tài cũng chỉ muốn phân thắng bại chứ không định sinh tử. Nhưng lần này ông ấy bị Thạch Việt và đại tế sư chọc giận rồi. Đại tế sư cuối cùng cũng tỏ ra hoảng sợ. Giết Thạch Việt trong một chiêu đúng là rất mạnh, nhưng giết mấy trăm nghìn cường giả trong một chiêu thì không chỉ là rất mạnh, mà là đáng sợ. Đã vậy những cường giả kia đều thuộc văn minh cấp 5, có thể giết họ dễ dàng như vậy. Chỉ có văn minh cấp 6. Đại tế sư hít vào một hơi thật sâu, lấy một lệnh bài đen ra, các hạ, ta là phát ngôn viên sở tại của văn minh phệ giả. Văn minh phệ giả. Chính là ô dù lớn nhất của ông ta. Văn minh phệ giả. Bốn chữ này khiến Diệp Quân nhíu mày. Là văn minh cấp 6 đấy à? Kiếm tu lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Đại tế sư cau mày, sao lại thế được? Lấy sức mạnh của ông sao lại chưa nghe về văn minh phệ giả? Kiếm tu không đáp mà quay sang Diệp Quân, việc này cậu tự giải quyết hay muốn ta? Diệp Quân vội ôm quyền, làm phiền đại bá. Kiếm tu cười cười rồi nhìn đại tế sư, thấy ông ấy động sát tâm, đại tế sư biến sắc, gằn giọng, người muốn cùng chết thì cứ việc. Rồi khởi động lệnh bài trong tay. Quỳnh! Nó hóa thành một tia sáng đen bay vút vào lòng vũ trụ, bốc cháy rồi tỏa ra thanh vô số ngọn lửa. Mỗi ngọn lửa lại thành một phù văn, kết hợp lại thành một truyền tống trận rực cháy. Lập tức có khí tức hùng hậu tuôn ra từ bên trong. Các cường giả tộc vạn cổ đứng sau Diệp Quân đều hoảng sợ. Vạn cổ phong run rẩy nói, là khí tức kia. Diệp Quân quay lại, thấy ánh mắt ông ta nhìn truyền tống trận bao hàm phẫn nộ lẫn sợ hãi, chính là khí tức từng diệt tộc chúng ta. Rồi ông ta nói với hắn, cậu Diệp, chúng tôi sẽ bảo vệ cho cậu rút lui. Phải rút. Vị kiếm tu này rất mạnh, nhưng khí tức kia lại đến từ văn minh cấp 6. Từ cao xuống thấp thế nào cũng sẽ bị áp chế. Diệp Quân chỉ cười, khỏi lo. Vạn Cổ Phong còn muốn khuyên can thì hắn đã lại nhìn truyền tống trận với vẻ tò mò. Cường giả văn minh cấp 6 trông ra sao nhỉ? Từ trong truyền tống trận, một luồng ánh sáng dần ngưng tụ lại thành hình người, không có gương mặt, chỉ có một đôi mắt. Diệp Quân và những người khác thấy lạnh cả sống lưng. Đại tế sư quỳ thụp xuống, cung kính nói, tham kiến phụ quân. Phụ quân. Diệp Quân nghe thế thì ngạc nhiên. Người không mặt kia liếc nhìn đại tế sư rồi ngẩng đầu. Thấy Diệp Quân và kiếm tu, đồng tử nó khẽ run lên như ngạc nhiên. Kiếm tu lại lắc đầu liên tục. Diệp Quân, sao vậy đại bá? Kiếm tu thành thật đáp, yếu quá. Diệp Quân.
Người không mặt kia vươn tay phải ra rồi ấn xuống. Thời không bốn phía bắt đầu sụp đổ, hóa thành cát bụi. Ai nấy đều hoảng hốt. Khi nhận ra mình đang bị cố định bởi một thứ sức mạnh vô hình, cảm nhận được mà không đụng chạm hay nhìn thấy được, tựa như một loại quy tắc. Diệp Quân cũng cả kinh khi thấy kiếm ý vô địch đang dần tan biến dưới sức mạnh này. Trong khi ngay cả Tịnh Sơ cũng khó mà làm gì được nó. Hắn vội lấy kiếm tu ra, kiếm run lên nhưng không có gì xảy ra. Hắn vung kiếm, nghe thấy có tiếng vỡ. Người không mặt thoáng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm. Kiếm tu nhìn xuống người mình, lắc đầu quá yếu. Rồi kiếm ông ấy rời vỏ. Xoẹt. Kiếm bay ra. Đồng tử người không mặt rụt lại, vung tay lên thật cao rồi nện xuống. Một thứ sức mạnh kỳ lạ giống với pháp tắc đại đạo xuất hiện khiến vũ trụ vỡ nát. Đây là sự áp chế tuyệt đối từ pháp tắc cấp cao lên cấp thấp. Kiếm của kiếm tu cũng đã bay tới nơi. Bao nhiêu pháp tắc đại đạo kia tan thành mây khói trong chớp mắt như chưa từng tồn tại. Phập. Người không mặt trợn mắt nhìn thanh kiếm cắm vào ngực mình rồi hoang mang nhìn kiếm tu. Ông ấy chỉ có ánh mắt vô cùng thất vọng. Diệp Quân. Người không mặt đưa tay lên, cơ thể hóa thành những tia sáng đỏ. Một tia lao về phía kiếm tu, một tia trực chỉ Diệp Quân, còn lại tấn công cường giả tộc vạn cổ. Nhưng nó chưa kịp đến gần kiếm tu đã biến mất. Kiếm tu quay sang, thấy giữa trán Diệp Quân có một dấu ấn kỳ lạ hình con mắt màu đỏ, chỉ lớn bằng hạt đầu. Diệp Quân cũng ngu người. Mắt báo thù. Đại tế sư bên kia cười phá lên. Diệp Quân quay sang, chỉ thấy ông ta nhìn hắn đầy ác độc, kẻ nào mang dấu ấn này sẽ bị toàn bộ văn minh phệ giả đuổi theo báo thù đến cùng. Diệp Quân đang muốn đưa kiếm Thanh Huyền lên đâm vào cái ấn xem sao thì con mắt kia bỗng biến mất. Hắn nhíu mày. Đại tế sư, vị trí và mặt mũi của ngươi đã được đưa tới văn minh phệ giả. Ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Diệp Quân hỏi lại, ngươi không thấy đại bá ta mạnh thế nào à? Kiếm tu liếc sang, khẽ cười. Đại tế sư liếc nhìn kiếm tu, mạnh, nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ có thể một mình chống lại toàn bộ văn minh phệ giả? Diệp Quân nhìn kiếm tu, chỉ thấy ông ấy cười cười, đưa tay lên phất phất. Đại tế sư lập tức hóa thành cho bụi. Không cần lãng phí thời gian nữa. Kiếm tu nói với Tịnh Sơ, cô bé, ra chiêu đi. Tịnh Sơ đợi những lời này từ lâu rồi, lập tức tung cú đấm. Ý chí võ đạo của bà ta đã như ngọn núi lửa đạt tới đỉnh điểm, nay theo cú đấm mà bùng nổ. Sức mạnh trấn áp vũ trụ khiến người khác nghẹt thở. Diệp Quân cũng phải biến sắc. Tịnh Sơ lại mạnh lên rất nhiều rồi. Chỉ thấy kiếm tu rút kiếm. Xoẹt. Ý chí võ đạo của Tịnh Sơ bị trẻ làm đôi trong nháy mắt, nhưng không bị vỡ nát. Vì kiếm tu đã nương tay. Tịnh Sơ hít sâu, cảm thấy vô cùng phấn khích. Bà ta siết tay, hội tụ ý chí võ đạo bốn phía lại. Khí tức tăng vọt. Tinh không sôi trào. Kiếm tu mỉm cười tán dương. Diệp Quân cũng cười khi nhận ra Tịnh Sơ đã mạnh lên. Một hồi sau, Tịnh Sơ thu ý chí võ đạo về, hành lễ với kiếm tu, đa tạ tiền bối. Kiếm tu cười đáp, ngươi rất giỏi, nền văn minh này không hợp cho ngươi phát triển đâu. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đưa ngươi đến nơi mà ta và Dương lão đệ tình cờ phát hiện. Ông ấy liếc nhìn Diệp Quân, không nói nữa. Diệp Quân, đều là người mình cả, đại bá cứ nói đừng ngại. Kiếm tu chỉ cười. Diệp Quân. Tịnh Sơ tỏ ra do dự. Bà ta đương nhiên muốn, nhưng lại không an tâm cho văn minh thiên hành và cả. Văn minh phệ giả nhất định sẽ tìm đến gây sự. Diệp Quân thấy Tịnh Sơ nhìn mình thì cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói, đây không chỉ là cơ hội cho tiền bối mà còn cho cả văn minh thiên hành nữa. Tịnh Sơ không nói gì. Diệp Quân, thiên hành chủ Chiêm Thanh, Tịnh An và Nhất Niệm sẽ quản lý được văn minh thiên hành mà. Tịnh Sơ, nhưng văn minh phệ giả. Diệp Quân, tiền bối mạnh hơn rồi có thể quay lại giúp ta đấy chứ. Tịnh Sơ gật đầu, được. Bà ta bước tới, lấy một đồ vật lớn bằng nắm tay đưa cho một Diệp Quân đang khó hiểu, đây là hạt quả nguyên chất, ngươi có thể nhờ cây thần dùng nó biến ngươi thành trái cây. Diệp Quân.
Kiếm tu cười lên tiếng, đi thôi. Rồi vung tay, biến mất cùng Tịnh Sơ. Để lại Diệp Quân nhìn hột quả trong tay mà cạn lời. Tịnh Sơ lại muốn biến hắn thành trái cây rồi. Nhưng hắn không muốn. Nhớ tới mình lại quên hỏi về người áo trắng trong mắt Nhất Niệm, hắn lại thấy tiếc. Đại bá chắc chắn có thể thấy rõ. Diệp Quân thở dài, tự nhủ về sau lại tìm cơ hội vậy. Rồi hắn vung tay lên, vô số nhẫn không gian bị hút vào. Tận mấy trăm nghìn cái. Hắn nhếch mép, đưa một cái sang cho Vạn Cổ Phong, tộc Vạn Cổ nay đang khó khăn, muốn phát triển cần phải có tiền. Vạn Cổ Đại Đế từng cho ta thứ này, bây giờ ta giao lại nó cho ông, còn có thêm mấy chiến lợi phẩm mới. Vạn Cổ Phong xua tay, không không, Diệp công tử. Diệp Quân, sao vậy? Vạn Cổ Phong, tộc trưởng đã có lệnh, tộc Vạn Cổ ta từ nay thề chết sẽ theo hầu cậu. Ông ta tuy chỉ là võ tướng nhưng biết người này chính là cơ hội trời cho tộc Vạn Cổ. Có chết cũng phải đu theo. Diệp Quân nghĩ một hồi, được thôi. Nhưng vẫn dúi nhẫn vào tay Vạn Cổ Phong, lát nữa ta sẽ liên hệ người nhà đến tiếp quản nơi này, ông cứ việc phối hợp với họ là được. Vạn Cổ Phong chần chừ nhưng cũng gật đầu, được. Rồi thu nhẫn vào. Diệp Quân quay sang bên, gọi Thiên Hành chủ Chiêm Thanh. Lời vừa dứt, Chiêm Thanh bước ra. Cô ta tròn mắt hỏi Diệp Quân, kiếm tu kia là đại bá của ngươi. Diệp Quân gật đầu, phải. Chiêm Thanh vỗ chát lên vai hắn, ngon đó. Diệp Quân. Chiêm Thanh cười cười rồi nghiêm túc hỏi, ông ấy đến từ Văn Minh cấp 6. Diệp Quân đang muốn trả lời thì cô ta lắc đầu, không không, đại tế sư nhắc tới Văn Minh cấp 6 nhưng ông ấy không hề chớp mắt. Ánh mắt cô ta sáng lên, cấp 7. Diệp Quân lắc đầu cười, đừng đoán bừa, ta còn không biết cấp mấy nữa là. Không chỉ đại bá mà còn cô, cha với ông nội nữa, hắn đều mù tịt. Tự dưng cảm thấy cả nhà mình đều mắc cấp mà bản thân lại bị nhét vào thôn tân thủ tự chơi một mình. Khó chịu ghê. Chiêm Thanh nói, ông ấy mạnh thật. Diệp Quân nhìn qua, thấy cô ta cười, mạnh kiểu. Ta không nói được, cảm giác như chúng ta là người của Văn Minh sơ khai ấy. Diệp Quân không nói gì. Chiêm Thanh ngẩng đầu nhìn lên cao, thì thầm, nơi cuối của võ đạo vũ trụ là gì nhỉ? Diệp Quân nhìn theo, cũng tự hỏi đó là gì. Nhưng hắn không nghĩ nữa, bởi vì đi cho đúng con đường hiện tại mới là phải đạo. Như cảm nhận được gì, Diệp Quân đưa Chiêm Thanh vào trong tháp. Cả hai đi tới trước cây thần sinh mệnh, thấy Tịnh An bước ra. Trong tay cầm kẹo hồ lô. Diệp Quân thấy vậy thì bật cười, cảm thấy cô bé này sẽ rất hợp cả với Nhị Nha và Tiểu Bạch. Tịnh An vừa ăn kẹo vừa đi về phía họ, lẳng lặng giơ tay lên. Diệp Quân hỏi, lại mạnh lên rồi đúng không? Tịnh An gật đầu, ừm. Diệp Quân chớp mắt, so tài không? Tịnh An nhướng mày, tới luôn. Diệp Quân bật cười rồi đưa Tịnh An đến một vùng tinh không, chưa kịp nói gì thì đã thấy một quả đấm bay tới. Con bé này chơi dơ, hắn đen mặt nghĩ. Hắn vung tay để ý chí kiếm đạo xông ra, nhưng rồi bị đẩy lùi mấy chục trượng. Làm hắn ngạc nhiên. Tịnh An hất cằm cười lên, ta đến chí cảnh rồi. Diệp Quân cười, chúc mừng. Chiêm Thanh đứng quan sát cũng mỉm cười. Tịnh An và Nhất Niệm giờ đây đã có thể gánh vác tương lai Văn Minh Thiên Hành rồi. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì mà cô ta chợt ủ rũ. Tịnh An hỏi, Nhất Niệm đâu? Nhất Niệm. Diệp Quân, chúng ta đi xem thử. Bọn họ lại đi đến trước cây thần, Nhất Niệm vẫn chưa ra. Diệp Quân khó hiểu. Chiêm Thanh cũng hỏi, cây thần. Cái cây run lên như trả lời. Diệp Quân hỏi Chiêm Thanh, nó nói gì vậy? Chiêm Thanh, chẳng nói gì. Diệp Quân nhíu mày, hỏi Tịnh An, truyền thừa của cô là gì? Tịnh An, ta gặp thủy tổ của Văn Minh Thiên Hành, một người đàn ông trung niên. Diệp Quân, chiến đấu cùng quần tinh sao? Tịnh An lắc đầu, không. Truyền thừa của ta nằm trong một khu rừng, câu thông với sức mạnh thiên hành. Không giống rồi. Diệp Quân xa sầm mặt, bỗng thấy cây thần chấn động. Ba người nhìn nhau. Tịnh An mở miệng trước, người đang bị uy hiếp sao cây thần.
nếu đúng thì run lên đi. Cái cây run run. Sắc mặt ba người xa sầm. Chấm chấm chấm. Trong tinh không nào đó. Thủy tổ văn minh thiên hành nhìn Nhất Niệm với vẻ nặng nề, dùng sức mạnh trấn áp cô. Nhất Niệm chỉ nhìn lại với vẻ lạnh nhạt. Thủy tổ nói, rời khỏi thân thể cô ta ngay. Nhất Niệm, vung tay lên. Quỳnh. Phân thân của thủy tổ văn minh thiên hành hóa thành cho trong nháy mắt. Đứng trước cây sinh mệnh thiên hành, Diệp Quân khẽ lắc đầu. Trực giác mách bảo rằng có chuyện gì không ổn lắm làm hắn phải đi vào bên trong để xem. Bỗng nhiên cái cây run lên, rồi Nhất Niệm bước ra. Diệp Quân chạy tới nắm tay cô, sao rồi? Nhất Niệm chậm rãi lấy kẹo hồ lô ra ăn, rất tốt. Diệp Quân nhìn cô ta với vẻ ngờ vực. Thấy Diệp Quân, Tịnh An lẫn Chiêm Thanh đều đang nhìn mình, Nhất Niệm đưa tay sờ lên mặt, có chuyện gì à? Diệp Quân hỏi, truyền thừa của muội là gì? Nhất Niệm cười, muội gặp được thủy tổ văn minh trong một vùng tinh không ấy. Diệp Quân hỏi tiếp, sau đó thì sao nữa? Nhất Niệm lắc đầu, muội không biết, nhưng sức mạnh đã tăng lên nhiều lắm. Rồi cô ta nắm tay lại, để khí tức hùng hậu tuôn ra. Tịnh An tròn mắt, chí cảnh. Nhất Niệm cười duyên, đúng rồi. Diệp Quân cũng vui mừng, chí cảnh của Nhất Niệm khác với bình thường, bởi vì cô ta biết thuật điều khiển thời không, có thể nói là trái cây đứng đầu văn minh cấp 5 rồi. Trực giác hắn vẫn đang cảnh báo, nhưng hắn không truy vấn mà chỉ nói, Nhất Niệm và Tịnh An có kế hoạch gì cho văn minh thiên hành không? Hai cô gái nhìn sang Chiêm Thanh. Chiêm Thanh cười, Nhất Niệm, từ giờ trở đi cô sẽ là quan chấp hành đứng đầu của văn minh thiên hành. Tịnh An hỏi ngay, còn ta? Chiêm Thanh nhìn sang, cô muốn làm gì? Tịnh An chần chừ, thiên hành chủ. Chiêm Thanh bật cười. Diệp Quân cũng cười. Chiêm Thanh đi đến xoa đầu Tịnh An, nói, được thôi. Tịnh An tròn mắt khó tin, thật sao? Chiêm Thanh gật đầu, đúng. Tịnh An kích động, quay sang ôm chầm người kế bên thơm chùn chụt. Này, Nhất Niệm đã xông tới tách ra, sai rồi. Thơm sai rồi, đừng làm bậy. Người đó là Diệp Quân. Tịnh An vì quá phấn khích mà nhầm vị trí của hắn và Nhất Niệm. Diệp Quân thầm nhủ thế là bị thả dê rồi. Tịnh An thấy mình thơm sai người thì đỏ mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục hỏi thiên hành chủ, vậy từ giờ ta là thiên hành chủ. Chiêm Thanh vươn tay đẩy một quả ấn sang cho Tịnh An. Đó là ấn thiên hành. Tịnh An muốn cầm lấy theo bản năng, nhưng rồi bàn tay khựng lại, rơi vào im lặng. Chiêm Thanh hỏi, sao vậy? Thấy áp lực rồi à? Tịnh An gật đầu. Cô ta vẫn luôn muốn làm thiên hành chủ, nhưng giờ phút này mới nhận thức được sức nặng đi kèm. Đến từ trách nhiệm. Chiêm Thanh đặt ấn vào tay Tịnh An, cười nói, có áp lực mới có động lực. Ta tin cô và trái cây Nhất Niệm sẽ quản lý văn minh thiên hành đâu vào đấy. Cô ta biết văn minh thiên hành muốn trở lại đỉnh cao chỉ có thể dựa vào Diệp Quân, mà Nhất Niệm là vợ hắn, Tịnh An là bạn hắn, chỉ có giao văn minh thiên hành cho hai người này mới có thể trói buộc lấy hắn. Tịnh An im lặng một hồi lâu. Cô ta cầm ấn, nghiêm túc nói với Chiêm Thanh, ta và Nhất Niệm nhất định sẽ đưa văn minh thiên hành về lại đỉnh cao. Chiêm Thanh gật đầu, ta tin các ngươi có thể. Hiện giờ có rất nhiều bộ phận chưa trùng tu được, hai người hãy chọn một vài trái cây để làm đi. Tịnh An và Nhất Niệm gật đầu rồi dắt tay nhau đi, vô cùng phấn khích vì bây giờ đã được danh chính ngôn thuận. Diệp Quân nhìn theo mà bật cười. Rồi hắn hỏi, còn Chiêm Thanh cô nương thì sao? Có kế hoạch gì sau khi trao quyền không? Chiêm Thanh nghĩ ngợi, ta đi du lịch vậy, nhưng vẫn còn phải ở lại trông chừng một thời gian. Diệp Quân gật đầu. Hai cô bé kia tuy nhiệt tình có thừa nhưng vẫn còn trẻ, mà văn minh thiên hành vẫn cần một hòn đá tảng. Chiêm Thanh hỏi Diệp Quân, còn ngươi? Hắn ngẩn ra, ta. Chiêm Thanh cười, phải, có kế hoạch gì không? Diệp Quân, tiếp tục mạnh lên thôi. Chiêm Thanh, rồi chờ văn minh phệ giả. Diệp Quân, không, ta định về thăm nhà. Về nhà. Về vũ trụ quan huyên. Hắn nhớ nhà rồi. Chiêm Thanh gật đầu, vậy hẹn gặp lại. Diệp Quân hỏi, cây thần sinh mệnh và tổ thạch luân hồi đến từ văn minh khác đúng không? Chiêm Thanh, phải,
nhưng không rõ từ đâu. Cây thần năm xưa bị thương nghiêm trọng nên mất đi ký ức. Diệp Quân hỏi, là không nhớ được hay không muốn nhớ? Chiêm Thanh chớp mắt, ta không biết. Diệp Quân cười, nhìn cây thần rồi nói, gặp lại sau. Chiêm Thanh không để những trái cây của Văn Minh Thiên Hành ở lại trong tháp nữa mà đưa họ về Thiên Hành Thần Cảnh. Để trùng tu Văn Minh Thiên Hành. Tuy Nhất Niệm không muốn để Diệp Quân đi nhưng vẫn lựa chọn ở lại, bởi vì bây giờ cô ta đã là quan chấp hành đứng đầu, sắp phải xây dựng lại thi hành điện. Chia tay Nhất Niệm và Tịnh An rồi, Diệp Quân lên đường trở về vũ trụ Quan Huyên. Trong tinh không. Hắn ngự kiếm đi, bỗng cười hỏi, tháp gia, đã bao lâu rồi ta chưa về nhỉ? Tiểu tháp, làm sao đấy? Diệp Quân, trước kia ta cho rằng vũ trụ chỉ lớn bằng vũ trụ Quan Huyên thôi, sau đó mới nhận ra chúng ta còn không bằng một hạt cát trong vũ trụ. Tiểu tháp cười, bình thường, giống người ở hệ ngân hà thôi mà. Người ở đó mới cực khổ. Diệp Quân, sao thế? Tiểu tháp, phần lớn không có thời gian nghĩ đến vũ trụ gì cả, mỗi ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền. Có người làm quần quật cả đời còn không cưới được vợ thì còn nghĩ tới vũ trụ làm gì? Diệp Quân. Tiểu tháp tiếp tục, thật ra ta lo cho tiểu tử ngươi hơn. Diệp Quân, sợ ta đi theo đường của cha. Tiểu tháp, chẳng phải ngươi đang đi rồi sao? Diệp Quân im lặng. Tiểu tháp, ngươi và cha ngươi đều rất nỗ lực, nhưng địch nhân đôi khi lại bất thường. Như bây giờ, tính trong Văn Minh cấp 5 chắc chỉ có Tịnh Sơ và Phục Võ là cha ngươi đánh không lại, nhưng kẻ địch của ngươi lại là Văn Minh cấp 6. Diệp Quân nhắm mắt. Phải thay đổi việc này thôi. Tiểu tháp, ừ, bằng không ngươi thành ông hoàng dựa dẫm thật đấy. Diệp Quân cười, ta biết rồi. Tiểu tháp tò mò, biết gì? Diệp Quân, phải đi ngược lại. Tiểu tháp càng khó hiểu, đi ngược cái gì? Diệp Quân chỉ cười không đáp, dùng kiếm thanh huyền xuyên qua thời không, trở lại vũ trụ Quan Huyên. Chấm chấm chấm. Vũ trụ Quan Huyên. Nhờ Diệp Quân dốc sức mở rộng mà thế lực của Thư viện Quan Huyên đã trải khắp vô số vũ trụ. Nói viện trưởng Thư viện dẫm chân một cái là vũ trụ chao đảo cũng không ngoa. Thành Quan Huyên. Diệp Quân đi dạo trên đường phố náo nhiệt, vì thế lực của Thư viện không ngừng gia tăng nên cứ cách vài ngày lại có thế lực mới đến xin gia nhập, tòa thành cũng được nới rộng hơn gấp mấy chục lần trước kia. Trên trời là vô số tàu vũ trụ bay qua bay lại. Trong thành có mấy chục nghìn truyền tống trận liên kết đến vô số vũ trụ. Nhiều thế lực gia nhập cũng sẽ có người gây rối, nhưng từ khi có cường giả đăng thiên vực đến chấn giữ thì không ai dám nữa. Diệp Quân ngắm nghía bốn phía, đường lớn rộng gần trăm trượng, hai bên là cao ốc tinh xảo, cái gì cũng bán, huyên náo vô cùng. Hắn thấy cảnh náo nhiệt vậy thì mỉm cười, tiếp tục đi tới, sau đó thấy một nhóm cường giả mặc chiến giáp vàng ở chiều ngược lại. Là Quan Huyên vệ, chuyên giữ gìn trật tự. Bọn họ chỉ có 20 người trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm túc, cử chỉ vô cùng khí phách, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhiều người trẻ tỏ ra hâm mộ. Một người đứng cạnh Diệp Quân than thở, Quan Huyên vệ, không biết đời này có cơ hội gia nhập không? Diệp Quân quay sang, thấy đó là một thanh niên 20 tuổi mặc trường bào tươm tất, tay cầm kiếm. Hắn cười đáp, cũng có thể chứ. Thanh niên lắc đầu, không được đâu. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Thanh niên nhìn sang, cười hỏi, người từ đâu đến? Diệp Quân, Nam Châu. Thanh niên ngạc nhiên, là nơi viện trưởng ra đời. Diệp Quân gật đầu, ừ. Thanh niên quan sát hắn một hồi, hèn gì thấy ngươi lạ mặt. Diệp Quân cười, lại hỏi, huynh đài nói ta nghe xem vì sao không thể trở thành Quan Huyên vệ. Thanh niên, bọn họ lựa trăm người mới được một, không chỉ cần thiên phú mà còn cần có người. Diệp Quân nhíu mày, có người. Thanh niên gật đầu, ừ, vì phúc lợi của họ rất tốt, mỗi năm có không biết bao nhiêu người muốn gia nhập. Thế ra tông môn gì cũng tranh giành nhau, nên người thường mà muốn gia nhập, cho dù là yêu nghiệt thiên tài mà không có ai nâng đỡ cho thì cũng đừng hòng có chỗ. Tóm lại, 30 vị trí mỗi năm đều được quyết định từ trong nội bộ rồi. Nghe vậy, Diệp Quân lập tức nhíu mày, nội bộ định trước ư. Người đàn ông gật đầu, cười bảo, đúng thế, không chỉ Quan Huyên vệ, chấp pháp vệ, cấm vệ quân,
thậm chí một số vị trí học viên cũng đều đã được nội bộ định trước. Nói rồi người đàn ông lắc đầu thở dài, thế gia quá nhiều, tông môn quá nhiều, cá nhân tán tu không thể tranh lại với họ được, thế đạo sau này kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu sẽ càng yếu. Diệp Quân trầm giọng bảo, không có ai kiện à. Người đàn ông nhìn Diệp Quân với vẻ mặt kỳ lạ. Diệp Quân hơi khó hiểu, sao thế? Người đàn ông vỗ vai Diệp Quân, lắc đầu cười, huynh đài, huynh đúng là ngây thơ. Diệp Quân. Người đàn ông mỉm cười, huynh có tin hôm nay huynh vừa nhắc đến chuyện này, ngày mai huynh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này luôn không? Diệp Quân nhíu mày thật chặt. Người đàn ông chỉ vào cửa hàng cách đó không xa, huynh có nhìn thấy cửa hàng này không? Diệp Quân nhìn cửa hàng đó, làm sao thế? Người đàn ông mỉm cười, trên con đường này, cửa hàng ấy chỉ được coi là bình thường, nhưng huynh có biết chủ nhân đằng sau cửa hàng ấy rất có thể là một thế gia siêu cấp hay một tông môn siêu cấp nào đó không? Nét mặt Diệp Quân xa sầm. Người đàn ông lại chỉ vào một tòa nhà lớn khác, huynh nhìn đằng kia đi. Diệp Quân nhìn theo ngón tay người đàn ông chỉ, ở đó có một tòa nhà rất sang trọng với vị trí rất đắc địa, nếu đứng trên tầng cao nhất sẽ có thể nhìn thấy một nửa thành Quan Huyên. Người đàn ông mỉm cười, Quan Thiên Điện. Diệp Quân nhìn người đàn ông, Quan Thiên Điện. Người đàn ông gật đầu, nói với vẻ mặt nặng nề, chủ nhân phía sau tòa nhà này là tộc Thiên Long. Tộc Thiên Long. Diệp Quân ngỡ ngàng. Người đàn ông cười, những ai có được một mảnh đất ở dãy phố này thì phía sau đều có thế lực lớn. Còn chỉ tiêu nhập học hàng năm của Tổng viện Thư viện Quan Huyên, vị trí ở các điện các vệ mỗi năm hầu như đều đã được định sẵn, mà khảo sát thì cũng chỉ là cho có, lừa gạt cho qua mắt người đời thôi. Diệp Quân càng nhíu mày chặt hơn. Người đàn ông nói tiếp, ta nghe nói mỗi năm thư viện đều sẽ tổ chức hoạt động nhóm. Hoạt động nhóm này do Tiên Bảo Các và Thư viện cùng tổ chức. Họ sẽ chọn ra một vài nhóm thiên tài yêu nghiệt đưa đến các nền văn minh cấp cao hơn để học tập. Giống như lần gần đây nhất, có 100 người được đến nền văn minh Đại Chu trong truyền thuyết, giao lưu học tập với thiên tài yêu nghiệt bên đó. Nói đến đây gã nhìn Diệp Quân, nhưng như ta được biết, 100 suất này vừa tung ra, ngày hôm sau đã được điền sẵn hết, đều là con cháu của thế gia hàng đầu và tông môn hàng đầu, với cả thiên tài siêu cấp của thư viện nữa. Nói rồi gã thở dài một hơi, thật ra cũng không có gì sai, dù sao đúng là những người đó cũng xuất sắc hơn người bình thường rất nhiều, chỉ có thể nói là tất cả tài nguyên đều đã bị người phía trên độc chiếm, người bình thường mà muốn vươn lên còn khó như lên trời. Khó như lên trời. Diệp Quân nhìn người đàn ông, huynh đài tên gì? Người đàn ông cười đáp, Phương Ngự, đến từ Ung Châu, huynh đài thì sao? Diệp Quân mỉm cười, Dương Quân. Phương Ngự ôm quyền, vinh hạnh, vinh hạnh. Diệp Quân hỏi, huynh đài từ Ung Châu đến đây à? Phương Ngự cười đáp, không giấu gì huynh, ta đang đến để tham gia cuộc khảo sát Quan Huyên vệ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tham gia khảo sát Quan Huyên vệ. Phương Ngự gật đầu, tháng này đều là khảo sát Quan Huyên vệ, tuy mọi người đều biết không có hy vọng, nhưng thiên tài và yêu nghiệt các châu lớn vẫn sẽ tới thử vận may. Diệp Quân hỏi, ta cũng có thể tham gia chứ? Phương Ngự quan sát Diệp Quân, cười bảo, trước năm 20 tuổi đạt đến cảnh giới nhân tiên là được. Diệp Quân cười bảo, vậy thì ta vừa đủ luôn. Phương Ngự cười, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Hai người đi về phía xa. Trên đường đi, Diệp Quân lặng lẽ thay đổi dung mạo một chút, bây giờ trông hắn chỉ còn giống pho tượng 6-7 phần thôi. Phương Ngự nhìn xung quanh, khẽ nói, đây đúng là một nơi tuyệt vời, so với nơi này, thành châu lớn nhất Ung Châu của chúng ta chỉ là một thôn nhỏ. Tiếc là muốn vào được đây thật sự khó như lên trời. Diệp Quân không nói gì, hắn biết bởi vì nơi này là Tổng viện, nên thiên tài các châu khác muốn gia nhập nơi này thực sự rất khó khăn. Lúc này, Phương Ngự đột nhiên nói, có lẽ năm sau sẽ có hy vọng. Diệp Quân nhìn Phương Ngự mỉm cười. Không giấu gì huynh, tổ tiên nhà họ Phương ta đã thiết lập mối quan hệ với một trưởng lão giám khảo ở đây, đối phương đã đồng ý năm sau sẽ cho nhà họ Phương ta một vị trí. Diệp Quân hoàn toàn im lặng. Phương Ngự khẽ thở dài, vì điều này, nhà họ Phương ta đã phải trả cái giá rất đắt, mà áp lực của ta cũng rất lớn, nhưng ta biết rõ,
dù vào được quan huyên vệ mà không có ô dù thì cả đời cũng chỉ có thể là quan huyên vệ cấp thấp thôi. Diệp Quân hỏi, cho dù huynh rất có năng lực cũng không được thăng chức à? Phương Ngữ lắc đầu, rất khó, trừ khi huynh yêu nghiệt tới mức giống như viện trưởng năm đó, có điều. Diệp Quân nhìn Phương Ngữ, có điều gì? Phương Ngữ cười khổ, nếu viện trưởng năm xưa không phải con trai của kiếm chủ nhân gian thì e là còn chẳng tới nổi Thanh Châu. Không đúng, nên nói là, có lẽ từ khi ở Nam Châu hắn đã bị trừ khử rồi chứ đừng nói là đến thượng giới. Diệp Quân im lặng không nói. Phương Ngữ lại nói, Dương huynh, có thể huynh là tán tu nên không hiểu những điều này. Ta xuất thân từ thế gia nên hiểu rất rõ những điều bất công thế này. Thế giới này thật sự rất tàn khốc, rất thực tế, lát nữa huynh sẽ được thấy thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Rất nhanh, hai người đi tới trước một sân diễn võ khổng lồ, lúc này đã có hàng chục nghìn người đang tập trung ở đây, có 10 nhóm đang xếp hàng. Phía sau mỗi nhóm đều có mấy nghìn người, và vẫn còn rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt nữa đang tới. Phương Ngữ dẫn Diệp Quân đến một nhóm để xếp hàng, gã cười, mỗi ngày đều có mấy chục nghìn thiên tài yêu nghiệt đến đây tham gia khảo sát, nhưng mỗi năm quan huyên vệ chỉ tuyển 30 vị trí. Nói một cách đơn giản thì 1-2 triệu người tranh giành 30 vị trí, huynh thấy có khốc liệt không? Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn phát hiện những người này hầu hết đều ở độ tuổi dưới 20. Thiên phú rất tốt, đều được coi là thiên tài, trong đó có mấy người khiến hắn khá ngạc nhiên, còn chưa đến 20 mà đã tới cảnh giới chân tiên. Thực ra thiên phú của Phương Ngữ bên cạnh hắn cũng rất tốt, 19 tuổi cũng đã đạt tới cảnh giới chân tiên, khí thế mạnh mẽ, không tệ chút nào. Diệp Quân lắc đầu cười, vừa nãy hắn mới nói mình là nhân tiên tới đây là chỉ là người qua đường thôi. Bởi vì trên nhân tiên mới địa tiên, chân tiên, thiên tiên. Chí tiên, đạo tiên, tuế nguyệt tiên, bán bộ thần đế, bán bộ đại đế, đại đế. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn sang bên phải, cách đó không xa có một lối đi riêng biệt, một ông lão đang ngồi phía cuối lối đi, phía sau ông ta là một tòa đại điện sang trọng. Diệp Quân hơi tò mò, đang định hỏi thì lúc này đám đông chợt trở nên nhốn nháo. Diệp Quân quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên mặc áo bào xanh chậm chậm đi tới, thiếu niên ấy nhìn qua chỉ chừng 16-17 tuổi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao thẳng, tay phải cầm kiếm, bước đi chậm rãi, khí thế bất phàm. Diệp Vân, có người bỗng hô lên. Xung quanh tức khắc xôn xao, mọi người đều nhìn về phía thiếu niên. Phương Ngữ cũng hơi bất ngờ, không ngờ lại là hắn. Diệp Quân nhìn Phương Ngữ, hắn là ai vậy? Phương Ngữ quay đầu nhìn Diệp Quân, hơi thẳng thốt, huynh không biết hắn. Diệp Quân lắc đầu, không biết. Vẻ mặt Phương Ngữ lập tức trở nên kỳ lạ, huynh đệ, huynh thật sự đến từ Nam Châu chứ? Diệp Quân cười đáp, đương nhiên. Phương Ngữ bảo, vậy sao huynh lại không biết hắn được? Hắn là Diệp Vân thiên tài siêu cấp đứng thứ 9 Nam Châu của các huynh đó. 19 tuổi đã tới cảnh giới chân tiên, tuy đứng thứ 9 ở Nam Châu, nhưng ở các châu khác thì đã là vô địch rồi. Diệp Quân cười, chẳng phải huynh cũng cảnh giới chân tiên đấy sao? Phương Ngữ lắc đầu cười, sao ta có thể so với hắn được, hắn đến từ nhà họ Diệp cơ mà. Diệp Quân hỏi, chính là gia tộc của Diệp, của viện trưởng hả? Phương Ngữ gật đầu, đúng vậy. Nhà họ Diệp. Diệp Quân nhìn thiếu niên kia. Lông mày lập tức cau lại. Hắn chưa gặp người này ở nhà bao giờ, cũng chưa từng nghe nói ai tên Diệp Vân, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nhà họ Diệp ở thành Hoang Cổ cũng là gia tộc lớn, có mấy trăm đệ tử, có mấy người trong lớp trẻ hắn không biết cũng là điều bình thường. Lúc này, ông lão cách đó không xa bất chợt đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Diệp Vân, cười khẽ bảo, Vân công tử, cậu tới rồi. Diệp Vân gật đầu, Ông lão cười nhẹ, trà bánh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mời Vân công tử vào điện nghỉ ngơi thưởng thức. Nói xong ông ta mời Diệp Vân vào. Diệp Quân hơi tò mò, hắn cũng tới tham gia sát hạch à? Phương Ngữ gật đầu. Diệp Quân trầm giọng hỏi, không cần xếp hàng à? Phương Ngữ cười khổ, lối đi đó là lối đi dành cho khách quý siêu cấp, những người có thể đi lối đó không chỉ không cần xếp hàng mà về cơ bản đã được nội bộ sắp xếp sẵn rồi. Diệp Quân hơi nhíu mày, xác định nội bộ luôn à?
Phương Ngự gật đầu, thiên tài thực thụ của nhà họ Diệp sẽ không đến quan huyên vệ, bọn họ sẽ tới thẳng tổng viện luôn. Nhưng mỗi năm họ vẫn sẽ có mấy suất sắp xếp nội bộ trước, thật ra nhà họ Diệp đã rất có lương tâm rồi, bởi vì mỗi năm họ chỉ cho phép một con cháu nhà họ Diệp tới thôi, cũng có nghĩa là mỗi năm nhà họ chỉ chiếm một chỗ, mà nhà Nạp Lan. Nói đến đây, gã không dám nói tiếp nữa. Diệp Quân lại cho mày, nhà Nạp Lan làm sao? Phương Ngự lắc đầu, Dương Huynh, ta không dám nói bừa. Diệp Quân. Ngay khi Diệp Quân đang định hỏi tiếp thì có hơn chục người đi tới, bọn họ đều đi lối đi dành cho khách quý kia. Thấy nhóm người ấy, mọi người xung quanh lập tức yên lặng. Diệp Quân nhìn thiếu niên đi đầu, trước ngực thiếu niên có hai chữ lớn mạ vàng, Nạp Lan. Tộc Nạp Lan. Tất cả đều là người của tộc Nạp Lan. Cách đó không xa, ông lão kia lại đứng lên nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười, cổ thiếu gia, mọi người đến rồi. Nạp Lan cổ gật đầu, Ông lão vội bảo, mau mời vào, mời vào. Nói rồi, ông ta mời cả chục người ấy đi vào. Bên cạnh Diệp Quân, Phương Ngự nói khẽ chỉ còn 19 suất thôi. Diệp Quân trầm giọng, chuyện này chắc chắn Nạp Lan, các chủ không biết. Phương Ngự khẽ mỉm cười, không quan trọng, quan trọng là người phía dưới đều sẽ sắp xếp hết. Chỉ cần huynh có ô dù phía trên thì người phía dưới đều sẽ biết ý thôi. Diệp Quân nhìn tòa đại điện phía xa rồi rơi vào trầm tư, phải nói rằng khá bất ngờ đấy. Hắn biết những điều trước mắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Chẳng mấy chốc, khi Diệp Quân và Phương Ngự trò chuyện thì lại có thêm một vài người nữa lục tục đi vào đại điện, mỗi người đi vào là lại giảm đi một suất, không lâu sau trong đại điện đã có 22 người, nghĩa là chỉ còn lại 8 suất. 1-2 triệu người giành nhau 8 suất. Rất nhiều thiếu niên thiên tài đều bất bình phẫn nộ, nhưng không ai dám lên tiếng. Không ai dám đắc tội những thế gia và tông môn hàng đầu đó. Đây là đặc quyền của bọn họ. Không phục. Nhẹ là chết một mình, nặng thì chết cả tộc. Tuy bây giờ có quan huyên pháp, nhưng thế lực phía trên muốn giết chết thế lực phía dưới thì bọn họ có cả nghìn cách, hơn nữa còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Không đắc tội nổi. Phương Ngự nhìn tòa đại điện mà thở dài một hơi, có phẫn nộ, đương nhiên hơn cả vẫn là bất lực, và lại sự phẫn nộ kia cũng chỉ là thoáng qua. Gã là con cháu thế gia nên biết rất rõ, ở nơi này, đôi khi chỉ một câu thậm chí là một ánh mắt thôi cũng có thể mang đến tai họa lớn cho bản thân và gia tộc. Diệp Quân nhìn đại điện đó, với thực lực của hắn đương nhiên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong đại điện, kể cả những gì họ nói. Trong đại điện bày rất nhiều đồ ăn thức uống, thậm chí còn có cả mỹ nữ nhảy múa để tăng thêm phần vui vẻ. Diệp Vân ngồi một chỗ, cầm kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Phía đối diện gã ta là Nạp Lan cổ của tộc Nạp Lan, phía sau gã là một đám con cháu của tộc Nạp Lan. Mặc dù vẫn còn một số người nữa, bọn họ đều có thân phận và gia thế, nhưng đương nhiên đều không bằng tộc Nạp Lan và Diệp tộc. Thực lực tổng thể của hai tộc này vẫn chưa phải quá lớn. Nhưng địa vị của họ lại là hai tộc đặc biệt nhất toàn vũ trụ. Nạp Lan cổ nhìn Diệp Vân, cười, Diệp huynh, làm một ly chứ. Nói rồi gã ta nâng ly lên. Diệp Vân mở mắt nhìn Nạp Lan cổ, gã ta không từ chối, nâng ly rượu lên uống cạn. Lúc này, một thiếu niên cách đó không xa cũng nâng ly lên cười khẽ, Vân huynh, cổ huynh, tại hạ mời hai huynh một ly. Diệp Vân nhìn tên trước ngực thiếu niên đó rồi rời mắt. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tộc Nam Lăng. Tộc Nam Lăng vốn không có danh tiếng mấy, thực lực cũng kém xa, nhưng tới vũ trụ quan huyên, gia tộc họ lại có một người đặc biệt. Nam Lăng Nhất Nhất. Hiện giờ Nam Lăng Nhất Nhất đã là thánh vương nội các của thư viện quan huyên, tuy cô ấy chưa bao giờ thừa nhận mình là người của tộc Nam Lăng, nhưng ai biết suy nghĩ thực sự của cô ấy là gì. Vì thế, người phía dưới đều sẽ nể mặt tộc Nam Lăng vài phần, không dám làm quá. Dù sao Nam Lăng Nhất Nhất không chỉ là thánh vương của nội cách mà còn có chút quan hệ với viện trưởng. Nhưng tộc Nam Lăng lại không được tộc Nạp Lan và Diệp tộc coi trọng, chỉ một Nam Lăng Nhất Nhất làm sao có thể sánh được với tộc Nạp Lan và Diệp tộc bọn họ. Còn chẳng xứng xách giày cho họ nữa kia. Nạp Lan cổ cũng phớt lờ người đàn ông tộc Nam Lăng, tự uống rượu một mình. Sắc mặt người đàn ông tộc Nam Lăng trở nên hơi khó coi,
nhưng gã cũng không dám nổi giận, không chỉ vậy còn phải cười trừ, sau đó tự tìm đường đi xuống cho mình. Càng lên cao, vòng bạn bè càng nghiêm ngặt, người không đủ tư cách hoặc thế lực phía sau người không đủ tư cách thì sẽ không thể vào được giới của bọn họ. Thấy thiếu niên tộc Nam Lăng ủ rũ, những thiếu niên khác vốn định thử kết giao đều không dám nữa, yên lặng ngồi tại vị trí của mình, so với nhà họ Diệp và nhà Nạp Lan, gia tộc của họ thật sự chỉ như con kiến. Lúc này, một ông lão áo đen đi vào đại điện. Nhìn thấy ông lão áo đen, mấy thiếu niên thiên tài nhanh nhẹn đứng dậy cung kính hành lễ, Thạch thống lĩnh. Thống lĩnh ngoại vệ Quan Huyên vệ. Quan Huyên vệ chia làm ngoại vệ và nội vệ đều là cường giả cấp cao, là quân đội chủ lực của thư viện Quan Huyên, mà ngoại vệ tương đương với nhân tài dự bị, sau này đủ thực lực, vượt qua khảo hạch là có thể vào được nội vệ. Mà ngoại vệ có tổng cộng 9 thống lĩnh, mỗi người đều có thực lực vô cùng cường hãn. Dù là Nạp Lan Cổ và Diệp Vân thì cũng đều đứng dậy để hành lễ. Thạch thống lĩnh gật đầu, đi tới vị trí ghế chính, ông ta không ngồi xuống, nhìn mọi người bên dưới nói chúc mừng mọi người nhé. Những người có thể vào đây về cơ bản đã được xác nhận, ông ta cũng không giấu giếm nữa, dù sao cũng không có người ngoài. Nghe thấy Thạch thống lĩnh nói thế, các thiếu niên thiên tài có mặt đều nở nụ cười, tuy so với Tổng viện Thư viện Quan Huyên vệ còn kém xa, nhưng đối với bọn họ thế này đã là đủ rồi. Công việc lý tưởng. Tài nguyên đủ thì ra ngoài sẽ rất có thể diện, cả đời không cần lo lắng, nếu may mắn sau này được vào nội vệ thì đúng là lời to. Thạch thống lĩnh nhìn mọi người trong điện, cuối cùng ông ta nhìn vào Diệp Vân và Nạp Lan Cổ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Hai người cũng gật đầu chào lại. Mặc dù thân phận của Thạch thống lĩnh này kém xe so với nhà hai người, nhưng họ vẫn chưa ngu ngốc tới mức gây thù chuốc oán khắp nơi, và lại đối phương còn có địa vị cao. Con cháu thế gia bọn họ có thể phạm lỗi bao nhiêu lần cũng được, nhưng tuyệt đối không được ngu xuẩn. Thạch thống lĩnh nói, trong vòng thi cuối cùng, mọi người đừng giết nhau, hãy nương tay nhé. Nạp Lan Cổ cười, Thạch thống lĩnh yên tâm, chúng ta hiểu mà. Chuyện này không thể làm lớn chuyện chẳng ai được lợi gì cả, mà chỉ cần không chết người thì sự việc sẽ không ầm ĩ. Thạch thống lĩnh không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Lần này ông ta là quan chủ khảo, đương nhiên không thể ở đây lâu, sở dĩ ông ta đến đây cũng là để kết giao với những công tử này. Cũng có lợi cho ông ta. Sau khi Thạch thống lĩnh đi, mấy thiếu niên thiên tài trong điện đều nở nụ cười. Đúng là không uổng công tạo quan hệ. Bên ngoài, Diệp Quân rời mắt, im lặng thật lâu. Mạng lưới quan hệ. Diệp Quân khẽ thở dài, mấy năm nay hắn ở ngoài mãi, không có thời gian và tâm tư lo chuyện ở thư viện. Hắn biết sau này chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ gặp rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không ngờ những vấn đề này bây giờ đã có. Hơn nữa còn ở mức độ này. Lúc này, Phương Ngự bên cạnh hắn lên tiếng, Dương Huynh. Sắp đến lượt chúng ta rồi. Diệp Quân nhìn phía trước, hàng của họ chỉ còn chục người nữa là đến hắn và Phương Ngự. Phương Ngự cười bảo, Dương Huynh, chắc đây là lần đầu tiên Huynh tham gia cuộc sát hạch này đúng không? Diệp Quân gật đầu, cười đáp phải. Phương Ngự nói, vậy ta giới thiệu cho Huynh quy tắc của cuộc sát hạch này nhé. Diệp Quân đáp, đa tạ. Phương Ngự mỉm cười, chuyện nhỏ thôi. Thật ra sát hạch này không phức tạp, chỉ có 3 vòng. Vòng 1 là kiểm tra căn cốt, vòng này sa thải rất nhiều. Căn cốt chia từ cấp 1 đến cấp 9, trên cấp 9 là thiên tài là yêu nghiệt là dị số là biến số, ở giai đoạn sơ kỳ, chỉ cần thiên tài là qua rồi. Diệp Quân hỏi, vòng 2 thì sao? Phương Ngự đáp, vòng 2 phải chịu uy áp của ý chí võ đạo, qua được một nén hương là qua ải. Vòng này sẽ loại ít nhất 90% số người, bởi vì không chỉ kiểm tra căn cốt mà còn kiểm tra ý chỉ và thực lực thật sự. Diệp Quân gật đầu, đã rõ. Thế còn vòng 3? Phương Ngự trả lời, vòng 3 là thực chiến, những người còn ở lại sẽ chia thành 2 nhóm, sau đó đối chiến, thắng thì được vào. Diệp Quân trầm giọng bảo, những người được sắp xếp từ trước kia, bọn họ có thể chắc chắn thắng được người khác sao? Phương Ngự khẽ mỉm cười, nếu thật sự đi được tới bước đó thì sẽ có người tới nói với Huynh. Diệp Quân sầm mặt, nếu không đồng ý thì sao?
Phương Ngự lắc đầu, nếu huynh không cần thể diện thì bọn họ sẽ giúp huynh lên mặt. Diệp Quân im lặng, ánh mắt lóe lên. Phương Ngự còn tưởng hắn lo lắng bèn an ủi, sắp tới lượt chúng ta rồi, lần đầu đừng căng thẳng, về sau sẽ có kinh nghiệm thôi. Diệp Quân gật đầu, cười, ừ. Phương Ngự lại trò chuyện với Diệp Quân một lúc nữa về chuyện khảo sát, Diệp Quân nghe cũng thấy thú vị. Rất nhanh đã tới lượt Phương Ngự, gã nhận thẻ xong thì quay lại vẫy tay với Diệp Quân, cười nói, Dương huynh, lát nữa gặp nhé. Nói rồi gã đi vào một trận pháp dịch chuyển cách đó không xa, trận pháp dịch chuyển khởi động, gã liền biến mất. Diệp Quân tiến lên trước, cũng nhận thẻ rồi đi vào trận pháp dịch chuyển, sau khi trận pháp dịch chuyển khởi động, hắn đã tới một khoảng không, đây là một khoảng không ảo, ảo ảnh tạo từ trận pháp. Trước mặt hắn có một cột đá, trên cột đá có 12 lỗ. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, bước lên, đặt tay phải lên cột đá, bình tĩnh tập trung. Nghe vậy, Diệp Quân tiến lên trước, đặt tay phải lên cột đá khẽ rung, sau đó viên chân châu thấp nhất sáng lên, sáng đến viên thứ 10 thì dừng lại, đương nhiên là hắn đã động chân động tay. Sáng 10 viên nghĩa là ở mức thiên tài. Diệp Quân rút tay về, lúc này một giọng nói vang lên, qua. Sau khi giọng nói ấy vừa dứt, hắn được đưa đến một nơi diễn võ khổng lồ, khi hắn tới đây, nơi này đã có mấy chục người. Hắn nhìn thấy nhóm Diệp Vân trong đại điện trước đó, nhóm người ấy đứng trong cùng một khu, tách biệt với những người khác. Diệp Quân nhìn nhóm người ấy, sau đó nhìn bên phải, ở đó có một người đàn ông đang đi về phía hắn, chính là Phương Ngự. Thấy Diệp Quân, Phương Ngự mỉm cười, Dương huynh, huynh thắp sáng được bao nhiêu viên trân châu? Diệp Quân cười đáp, 10 viên. Phương Ngự gật đầu, thiên tài, cũng rất tốt. Lát nữa uy áp võ đạo sẽ do một vị đại đế phóng ra, nếu cảm thấy không ổn thì đừng gượng ép, nếu gượng ép rất dễ phá vỡ thân thể, thần hồn cũng bị tổn thương, để lại cho mình vết thương khó mà chữa lành. Diệp Quân gật đầu, ừm. Chẳng mấy chốc, lục tục có người đi vào, không lâu sau đã có hơn 20.000 người đi vào. Những người đi vào đều đã vượt qua bài kiểm tra căn cốt, ở các châu đều đã là thiên tài và yêu nghiệt hàng đầu. Đúng lúc này, trận pháp dịch chuyển trên bệ đá trước mặt mọi người bỗng nhiên rung nhẹ. Phương Ngự nói, vòng 2 sắp bắt đầu rồi, không biết năm nay sẽ do vị đại đế nào khảo sát đây. Lúc này, một hư ảnh dần ngưng tụ trong trận pháp dịch chuyển. Khi Diệp Quân nhìn thấy hư ảnh đó thì đứng yên sững sờ. Người đứng trên trận pháp dịch chuyển là một người phụ nữ, người đó mặc trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, trên người có một khí thế vô hình. Diệp Quân biết người phụ nữ này chính là An Khinh Hàn hắn từng gặp khi đi tới nhà họ An trước đây, hắn không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây, nhưng đối phương cũng không phải bản thể mà chỉ là một phân thân. Là An Khinh Hàn của nhà họ An. Có người ngạc nhiên cất lời. Nghe thấy lời này, xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Bây giờ An Khinh Hàn rất có tiếng ở Tổng viện của Thư viện Quan Huyên, một trong những nhân vật đại diện của thế hệ trẻ tuổi. Cũng là tồn tại sắp trở thành võ thần. Thấy An Khinh Hàn, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều trở nên hưng phấn, trong mắt là sự sùng bái rất rõ ràng. Dù là con cháu thế gia như Diệp Vân và Nạp Lan Cổ cũng tỏ vẻ kích động, tuy họ đến từ Diệp tộc và tộc Nạp Lan, nhưng hoàn toàn chẳng là gì trước mặt An Khinh Hàn, vì bây giờ An Khinh Hàn là học viên đứng đầu võ viện. Chủ tịch. Thiên tài cấp bậc như thế đừng nói là bọn họ. Dù là thiên tài đứng đầu Diệp tộc và tộc Nạp Lan cũng không thể so sánh với người ta. Phương Ngự ở bên cạnh Diệp Quân cũng hơi kích động, An Khinh Hàn đứng đầu võ viện, nhân vật cấp bậc như thế thật sự là một nhân vật trong truyền thuyết với hắn ta. Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên, chào. Nghe thấy lời này, nét mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, sau đó cung kính cúi chào An Khinh Hàn, đồng thanh nói, bái kiến An chủ tịch. Đương nhiên là Diệp Quân không cúi chào. An Khinh Hàn trong trận pháp truyền tống gật nhẹ đầu, bắt đầu. Cô ấy vừa dứt lời, một khí thế vô hình đột nhiên dâng lên từ trong đất trời, trong nháy mắt, nét mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Ngay sau đó đã có mấy chục người bị khí thế này trấn áp đến mức nằm rạp xuống đất. Loại. Bắt đầu ngày càng có nhiều người ngã xuống, sau đó bị truyền tống ra ngoài.
Diệp Quân hơi ngạc nhiên vì hắn phát hiện khí thế võ đạo của An Khinh Hàn đã sắp có đạo của riêng mình rồi. Không tệ. Diệp Quân nở nụ cười, không ngờ nha đầu này lại phát triển nhanh đến thế. Sau đó theo thời gian từng chút trôi qua, khí thế võ đạo kia bắt đầu tăng mạnh hơn, khi khí thế võ đạo tăng lên, người ngã xuống xung quanh ngày càng nhiều. Diệp Quân đưa mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện lúc này những thiên tài và thiếu niên chưa ngã xuống đã bắt đầu hơi khó khăn, kể cả Phương Ngự bên cạnh hắn cũng thế. Mà nén hương trước bệ đá chỉ mới cháy được 1/3. Vẫn phải cố gắng. Lúc này, khí thế võ đạo kia chợt tăng mạnh một lần nữa, tốc độ tăng lên lần này khá nhanh, rất nhiều người nhất thời không thể làm quen nên lập tức nằm rạp xuống, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Phương Ngự ở cạnh Diệp Quân siết chặt hai tay, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, rõ ràng là bắt đầu khó khăn rồi. Không chỉ Phương Ngự mà Diệp Vân và Nạp Lan Cổ ở cách đó không xa cũng bắt đầu hơi cố sức. Đương nhiên Diệp Quân cũng muốn giả vờ một chút, vì hắn phát hiện xung quanh đã có người nhìn sang. Dần ra, nơi này chỉ còn lại chưa đến 200 người, nén nhang kia đã sắp cháy hết, lúc chỉ còn lại một chút, khí thế kia chợt tăng mạnh. Chẳng mấy chốc, hơn 100 người đã bất ngờ ngã xuống. Loại. Hơn 100 người cứ thế bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, nén nhang kia đã cháy hết. Khí thế võ đạo trong đất trời lập tức biến mất. An Khinh Hàn đang muốn rời đi nhưng cô ấy chợt xoay người nhìn về phía Diệp Quân ở cách đó không xa, khi nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy chợt cau mày. Diệp Quân hơi nghi ngờ, nha đầu kia nhìn hắn làm gì? Với thực lực của hắn bây giờ, nha đầu này không thể nhận ra thân phận của hắn mới phải. Lúc này An Khinh Hàn thu hồi tầm mắt, biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Diệp Quân thì lại thấy khó hiểu, nhà đầu kia không thể nhìn hắn mà không có lý do gì được. Lúc này, mấy người xung quanh đều quỳ xuống, thấy thế, Diệp Quân hơi chần chừ, sau đó cũng ngồi xuống. Phương Ngự ở bên cạnh Diệp Quân lau mồ hôi trên mặt, cười khổ, thực lực của An Chủ tịch đúng là đáng sợ, đây còn chỉ là một hư ảnh, nếu là bản thể thì không biết sẽ đáng sợ đến mức nào nữa. Diệp Quân cười khẽ, đúng là rất mạnh. Phương Ngự quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nói bằng giọng nghiêm túc, Dương Huynh, có phải Huynh che giấu thực lực của mình không? Nói thật thì ta không ngờ Huynh lại có thể chịu được lâu như thế, vì Huynh nói Huynh chỉ mới ở cảnh giới nhân tiên. Không chỉ tất cả cảnh giới nhân tiên xung quanh đều đã bị loại mà cả cảnh giới địa tiên cũng không ngoại lệ, một vài cảnh giới chân tiên không mạnh cũng đã bị loại. Mà Diệp Quân có cảnh giới nhân tiên lại có thể chịu được, đương nhiên là hắn ta rất ngạc nhiên. Diệp Quân cười khẽ, đúng là có che giấu chút thực lực. Phương Ngự cũng cười, đây cũng là chuyện bình thường, những người đến nơi này đều có một vài lá bài tẩy của riêng mình. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn nhóm người Nạp Lan Cổ ở cách đó không xa, nhóm người Nạp Lan Cổ đều còn ở đây, mà hắn phát hiện lúc khí thế cuối cùng chợt tăng mạnh, dường như mấy người đó đều đã đoán trước, vì thế ai nấy đều đã chuẩn bị từ trước, mà những người không chuẩn bị kia đều đã bị loại cả. Lúc này, thạch thống lĩnh kia chợt xuất hiện, sau khi thạch thống lĩnh xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng dậy. Thạch thống lĩnh nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cất lời chúc mừng. Chúc mừng. Nghe thấy lời của thạch thống lĩnh, mọi người đều nở nụ cười. Chỉ còn cửa ải cuối cùng là có thể cá chép hóa rồng rồi. Đối với rất nhiều con cháu thế gia, có thể trở thành quan huyên vệ, dù là ngoại vệ cũng có thể thay đổi vận mệnh. Thạch thống lĩnh cất lời, chia nhóm. Nói xong, ông ta vung tay áo, một thùng gỗ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, trong thùng gỗ là một lệnh bài. Thạch thống lĩnh nói, trên mỗi lệnh bài đều có một số, người rút được lệnh bài có số giống nhau sẽ thành một nhóm, lập tức được truyền tống đến sàn đấu võ. Lúc này, mấy người Diệp Vân và Nạp Lan Cổ tiến lên phía trước, mở lòng bàn tay, một lệnh bài xuất hiện trong tay bọn họ, sau đó bọn họ lập tức bị truyền tống đi. Phương Ngự nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, Diệp Huynh, hy vọng chúng ta sẽ không vào một nhóm. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Dứt lời, hắn và Phương Ngự đi tới trước thùng gỗ, hai người duỗi tay phải, trong thùng gỗ lập tức có hai lệnh bài bay ra, sau đó rơi vào tay hai người. Khi cầm lệnh bài trong tay, hai người lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Diệp Quân nhanh chóng xuất hiện trên một sàn đấu võ.
trước mặt hắn không xa có một thiếu niên. Người đó là Nạp Lan Cổ. Thấy Nạp Lan Cổ, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ mình lại gặp chúng tên này. Nạp Lan Cổ nhìn thoáng qua Diệp Quân, cười hỏi, ngươi tên gì? Diệp Quân đáp, Dương Quân. Nạp Lan Cổ gật đầu, đi được đến đây cũng không phải dễ, lát nữa ngươi chủ động chịu thua đi, coi như ta cho ngươi chút thể diện, được chứ? Diệp Quân nhìn về phía Nạp Lan Cổ, ta muốn thử xem sao. Nạp Lan Cổ bật cười, ngu ngốc. Diệp Quân nhìn hắn ta, không nói gì. Nạp Lan Cổ nói tiếp, nếu ngươi đã không cần thể diện thì ta sẽ giúp ngươi. Dứt lời, hắn ta nhìn sang bên phải, có thể bắt đầu rồi. Ngay sau đó đột nhiên có một giọng nói vang lên, bắt đầu. Giọng nói vừa dứt, Nạp Lan Cổ đột nhiên biến mất, sau đó có một nắm đấm đánh về phía Diệp Quân, nắm đấm đánh ra, có tiếng không khí nổ tung vang lên. Diệp Quân chỉ nghiêng người tránh khỏi cú đấm này một cách dễ dàng. Nắm đấm đánh vào trong không khí khiến Nạp Lan Cổ sửng sốt, hắn ta xoay người lại, vẫn đứng giữa không trung, mà lúc này, Diệp Quân đã đứng ở vị trí ban đầu của hắn ta. Thấy thế, Nạp Lan Cổ hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, thì ra là còn che giấu thực lực, thú vị đấy. Dứt lời, hắn ta chợt mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện, sau đó hắn ta tung người nhảy lên. Trường thương đâm về phía Diệp Quân. Thương đâm ra mang theo thương ý sắc bén. Không khí chợt bị xé rách. Nhưng Diệp Quân vẫn nhẹ nhàng tránh được thương này. Khi Nạp Lan Cổ rơi xuống đất, Diệp Quân đã xuất hiện ở một nơi khác. Thấy cảnh này, Nạp Lan Cổ nhíu mày, hắn ta phát hiện chuyện này có gì đó sai sai. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Quân. Một thương thế mạnh mẽ chợt dâng trào từ trong cơ thể hắn ta. Sau đó hắn ta chợt tiến lên một bước, đâm thương về phía Diệp Quân. Trên trường thương lóe lên thương mang nóng bỏng. Võ kỹ. Hắn ta là con cháu tộc Nạp Lan, đương nhiên có thể học được rất nhiều võ kỹ mạnh, lần này hắn ta cũng không nương tay nữa. Tốc độ thương này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tấn công tới trước mặt Diệp Quân. Xoẹt. Nhưng chiêu này của Nạp Lan Cổ vẫn chỉ đâm vào không khí. Diệp Quân đã xuất hiện cách đó mấy trượng. Thấy thế, sắc mặt Nạp Lan Cổ lập tức trở nên nặng nề, hắn ta đang định ra tay một lần nữa thì Thạch Thống Lĩnh đột nhiên xuất hiện. Nạp Lan Cổ dừng lại, hắn ta nhìn về phía Thạch Thống Lĩnh với vẻ nghi ngờ, Thạch Thống Lĩnh. Thạch Thống Lĩnh không quan tâm đến Nạp Lan Cổ mà nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi tên là gì? Diệp Quân cười khẽ, Dương Quân. Nhà họ Dương. Thạch Thống Lĩnh nhíu mày. Sau một lúc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được gia tộc lớn họ Dương. Thạch Thống Lĩnh thôi suy nghĩ, sau đó nói, cha của cậu tên gì? Diệp Quân cười khẽ, Thạch Thống Lĩnh, hình như bây giờ chúng ta đang đấu võ, ông cắt ngang như thế có ổn không? Thạch Thống Lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu cậu đồng ý chủ động rút lui, cổ công tử sẵn sàng cho cậu 10 viên nguyên tinh, còn mang ơn cậu nữa, cậu thấy sao? Nghe thấy lời của Thạch Thống Lĩnh, Nạp Lan Cổ ở bên cạnh lập tức xa sầm mặt, nhưng hắn ta cũng không nói gì, vì hắn ta biết nếu Thạch Thống Lĩnh đã nói như thế thì chứng tỏ hắn ta không thắng được người trẻ tuổi này. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, Thạch Thống Lĩnh, ông làm như thế không đúng quy tắc. Thạch Thống Lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, quy định là chết, người là sống, chàng trai trẻ, có lúc lùi một bước trời cao biển rộng, tiến một bước lại là vực sâu vạn trượng, cậu hiểu ý ta chứ? Diệp Quân nhìn Thạch Thống Lĩnh. Cười nói, ông đang uy hiếp ta à? Thạch Thống Lĩnh lắc đầu, cái này phải xem cậu hiểu thế nào, cậu có thể nghĩ là ta đang uy hiếp cậu, cũng có thể nghĩ là ta đang dạy cậu làm người. Dứt lời, trong mắt ông ta lóe lên sát khí. Đương nhiên ông ta phải bảo vệ Nạp Lan Cổ, vì bọn họ đã nhận tiền để giữ vị trí này cho hắn ta rồi, nếu Nạp Lan Cổ không được chọn, gia tộc Nạp Lan chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Ông ta không muốn vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với tộc Nạp Lan. Phải biết rằng mối quan hệ và sức mạnh của tộc Nạp Lan rất đáng sợ, nếu vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với họ thì con đường của ông ta ở Thư viện Quan Huyên đã hoàn toàn đứt đoạn. Nghe thấy lời của Thạch Thống Lĩnh, Diệp Quân cười khẽ, là một thống lĩnh, ông muốn biết pháp phạm pháp sao? Thạch Thống Lĩnh tỏ vẻ coi thường, ngây thơ quá, chàng trai trẻ. Chúng ta có thể có 100 thủ đoạn giết chết cậu và giải quyết gia tộc đứng sau cậu, hơn nữa còn không trái với pháp luật, cậu có tin không?
nếu đã trở mặt thì ông ta cũng không cần phải che giấu gì nữa. Không nghe lời. Đơn giản thôi. Giết chết. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thạch thống lĩnh, ta không tin. Thạch thống lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc lâu rồi cười nói, vậy thì thử xem. Nói xong, ông ta phất tay, tắt máy ghi hình đám mây. Máy ghi hình đám mây trong bóng tối lập tức bị tắt. Thạch thống lĩnh nhìn về phía Diệp Quân, bây giờ ta tuyên bố kết quả, Nạp Lan cổ công tử thắng. Diệp Quân gật đầu, được, ta sẽ khiếu nại ông. Thạch thống lĩnh bật cười, cậu đúng là ngây thơ, ta cho cậu biết, các bộ phận kể cả chấp pháp vệ cũng là người của chúng ta, bọn họ sẽ tin một kẻ không có tên tuổi như cậu hay tin lời người của mình. Hơn nữa cậu cho rằng cậu có thể sống sót rời khỏi đây không? Hình như cậu đã quên đấu võ sẽ có khả năng chết nhỉ. Dứt lời, ông ta đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện lần nữa, ông ta đã ở trước mặt Diệp Quân, sau đó đánh một quyền về phía đầu hắn. Sát chiêu. Trước đây cũng từng có người không nghe lời, cách xử lý của bọn họ luôn rất đơn giản, đó là thẳng tay giết chết. Dù sao ở đây cũng cho phép giết người. Nhưng nắm đấm này của ông ta cũng chỉ đánh vào không khí, vì Diệp Quân đã xuất hiện ở chỗ cách đó mấy trượng. Cú đấm này đánh vào không khí khiến Thạch thống lĩnh nhíu chặt mày, lúc này, ông ta giẫm chân phải, biến thành một tia lôi điện lao về phía Diệp Quân. Đòn này vẫn đánh vào trong không khí, không biết Diệp Quân đã xuất hiện sau lưng ông ta từ bao giờ. Lúc này, nét mặt Thạch thống lĩnh lập tức trở nên nặng nề, tỏ vẻ kinh ngạc, ông ta không ngờ thiếu niên chỉ có cảnh giới nhân tiên trước mắt lại có thể tránh được nắm đấm của ông ta, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực của mình. Nghĩ thế, ánh mắt ông ta trở nên nặng nề. Diệp Quân nhìn Thạch thống lĩnh, chấp pháp vệ cũng có người của ông à. Ta không tin, ta muốn thử xem. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thấy Diệp Quân rời đi, trong mắt Thạch thống lĩnh lóe lên vẻ dữ tợn, ông ta xông tới đánh một quyền về phía đầu của Diệp Quân. Đến lúc này thật sự phải liều mạng rồi. Tuy ông ta cảm thấy thiếu niên trước mắt không được đơn giản, nhưng lúc này chỉ có thể giết trước rồi tính sau. Chuyện lớn thế nào, tộc Nạp Lan và quan huyên vệ đều có thể gánh được. Diệp Quân đột nhiên xoay người, đè tay phải xuống. Oanh! Thạch thống lĩnh liên tục lùi lại mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Thạch thống lĩnh ngơ ngác, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này Nạp Lan cổ ở một bên cũng rất kinh ngạc, tuy Thạch thống lĩnh này chỉ là trưởng lão ngoại vệ, nhưng ông ta cũng là cao thủ cảnh giới chí tiên đỉnh cao. Nhưng ông ta lại bị đánh lui như thế. Thiếu niên này đã che giấu bao nhiêu thực lực. Nhưng Diệp Quân lại không quan tâm đến hai người mà thẳng thừng xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Thạch thống lĩnh đó chợt cất giọng điệu dữ tợn, người đâu, có học viên làm trái quy tắc, tấn công thống lĩnh. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Quân đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Phương Ngự. Sắc mặt Phương Ngự hơi khó coi. Diệp Quân đi tới trước mặt hắn ta, hắn hỏi Phương Ngự, thua rồi à? Phương Ngự cười khổ, đối thủ của ta là Diệp Vân. Huynh hiểu rồi đấy. Diệp Quân gật đầu, dám theo ta đến chấp pháp viện khiếu nại không? Phương Ngự lập tức thẳng thốt, Dương Huynh, Huynh. Diệp Quân cười nói, đối thủ của ta là Nạp Lan Cổ, Huynh hiểu chưa? Phương Ngự gật đầu, sau đó hỏi, Huynh thắng rồi à? Diệp Quân gật đầu. Phương Ngự lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn ta không ngờ Dương huynh mình vừa quen này lại thắng cả Nạp Lan Cổ. Hắn ta như nghĩ đến điều gì đó, vội nói có phải có phiền phức gì không? Diệp Quân gật đầu, bây giờ ta muốn đi tới điện chấp pháp, ta muốn khiếu nại, huynh có đi không? Phương Ngự lắc đầu, xin lỗi Dương huynh, ta không đi được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.